Có một vấn đề và trong vấn đề đó chúng tôi sẽ mời một chuyên gia, một người có kinh nghiệm trong ngành có thể trao đổi và chia sẻ với quý vị những thông tin quý giá liên quan đến nghề và biết đâu trong quá trình theo dõi chuyện nghề bất động sản, quý vị có thể tìm ra được một điều gì đấy, một góc nhìn nào đấy hữu ích, thú vị đối với quý vị. Và vâng, xin thưa quý vị, buổi ngày hôm nay chúng ta sẽ trao đổi một chủ đề vô cùng thú vị và tôi tin chắc là nhiều người cũng đã quan tâm, đó chính là marketing bất động sản trong thời kỳ chuyển đổi số. Và khách mời ngày hôm nay là một khách mời rất đặc biệt. Anh là người đã tổ chức thành công một chương trình Summit Digital Marketing SEO có sự tham gia của 1.000 người và chương trình tổ chức rất thành công, đánh dấu một cột mốc lịch sử trong ngành digital và SEO. Ngoài ra, anh đang là giám đốc marketing trong công ty cổ phần tập đoàn Mayland. Xin giới thiệu với quý vị anh Hà Tuấn Khang. Và ngày hôm nay anh Hà Tuấn Khang mới đến với chúng ta để chia sẻ với chúng ta rất là nhiều những thông tin và cũng như góc nhìn về digital marketing trong bất động sản thời kỳ chuyển đổi số. Xin chào anh Hà Tuấn Khang. À, xin mời anh có thể trao đổi với quý vị cũng như là có một vài đưa lời về anh. Chào chị Ngọc, chào quý vị khán giả ở đây. Hôm nay tôi rất là vui khi được đến tham gia talk show này để chia sẻ với mọi người về những hiểu biết của tôi về lĩnh vực marketing nói chung và marketing nói riêng trong bất động sản. Đây là một xu hướng rất là quan trọng trong thời kỳ chuyển đổi số hiện nay. Rất vui được talk với mọi người. À, vâng, xin cảm ơn anh Khang. Anh Khang ơi, chương trình ngày hôm nay của chúng tôi là sẽ có hai phần. Phần thứ nhất sẽ là trao đổi với lại cả anh Khang về những cái sở thích và tìm hiểu cá nhân để anh Khang có thể gần gũi hơn với lại cả quý khán giả ở kênh Đầu tư Sen Vàng. Và phần thứ hai thì chúng ta mới đi đến cụ thể là chương trình ngày hôm nay, nội dung ngày hôm nay là marketing cho kỷ nguyên số. Vâng chị. Vâng, và sau đây là một vài câu hỏi mà ban biên tập có gửi cho tôi. Trước khi bước sang lĩnh vực bất động sản, anh đã từng làm về các lĩnh vực gì? Thực ra là trước khi bước sang lĩnh vực bất động sản, tôi đã trải qua khá là nhiều lĩnh vực. Nhưng mà có một thời kỳ là tôi có một cái công ty về agency. Chính vì là agency nên tôi cung cấp dịch vụ cho rất là nhiều đối tác. Từ đó mà tôi có nhiều trải nghiệm với nhiều lĩnh vực. Tức Ví là dụ như agency về marketing luôn hay là chính xác agency về digital anh? Agency về digital marketing. Nên tôi được trải nghiệm rất là nhiều lĩnh vực như là thời trang, làm đẹp, hay là vé máy bay, hay là kể cả bất động sản, xây dựng rất là nhiều lĩnh vực. Thế thì nhân tiện như vậy thì tôi hỏi thêm là so với lại là marketing cho thời trang, cho làm đẹp, với bất động sản thì anh thấy marketing cho mảng nào khó hơn? Thực ra mà những cái mảng mà tôi vừa liệt kê ra là mảng nào cũng rất là cạnh tranh. Nhưng mà thực sự mà nói thì bất động sản luôn luôn là một ngành cạnh tranh nhất. Đúng. Tôi cũng thấy là nhiều các đơn vị digital marketing cũng trao đổi là thực ra bất động sản đúng là một mảng mà khi mà bước sang ban đầu tiên thì mọi thứ nó có vẻ là rất là dễ dàng, nhưng thực tế khi mà đi sâu vào thì để mà ra được kết quả tuyệt vời thì nó phải cần gọi là sự tổng hợp của rất nhiều những cái, không chỉ riêng là digital marketing. Đó, cảm ơn anh. Ba từ mà mọi người hay nhận xét về anh. Thực ra thì không biết có đúng hay không đối với tất cả mọi người hay không, nhưng mà cách đây vài ngày có một người anh á, là có nhận xét về tôi á, là người theo hướng là rất là nhiệt huyết, nhiều khát khao nhưng mà lại là tham công tiếc việc nhiều quá. Tham Đó công tiếc vừa việc đúng không đó ạ? cũng là một cái nhược điểm. Tham công tiếc việc là một trong những ưu điểm đấy, không phải nhược điểm đâu. Bởi vì thực ra là tôi thấy là hiện giờ ấy, trong quá trình startup ấy, thì tham công tiếc việc nó chỉ biểu hiện là một việc là chúng ta luôn luôn nhiệt huyết xông pha trong công việc thôi. Vâng Chúc chị. mừng anh. Như thế cũng là một câu không phải là nhược điểm, theo tôi đấy là một thế mạnh rất là lớn của anh thời điểm hiện giờ. Vậy thì anh có thể đưa cho khán giả biết là ba từ mà anh có thể tự miêu tả về anh để khán giả có thể hiểu hơn về anh được không? Thực sự mà ba từ tự bản thân tôi thấy thì rất là khó, tôi chỉ có là một từ thôi, đó là luôn luôn khát khao với tất cả mọi thứ. Và bởi vì tôi hiểu là khi mà mình muốn xây dựng một startup thì khát khao là một trong những cái duy nhất mà chúng ta có để có thể chiến đấu với lại tất cả những cái ông đi trước, những ông lớn trong ngành và kể cả những cái đơn vị lớn ở quốc tế. Ok, cảm ơn anh. Quyển sách mà anh tâm đắc nhất, chắc là nhiều cuốn sách thì theo tôi bây giờ ban biên tập hỏi như vậy thì tôi nghĩ là cuốn sách về marketing mà anh tâm đắc nhất, anh có thể chia sẻ cho khán giả được để ai đang quan tâm đến marketing, mọi người có thể bắt đầu bằng cuốn sách đó. Tôi sách nói chung và sách trong marketing nói riêng thì tôi đọc rất là khá là nhiều, thực sự rất là nhiều.
Nhưng hiện tại mà để ra một cuốn sách tâm đắc nhất thì tôi vẫn chưa tìm ra, đó là sự chia sẻ thật. Tôi cũng mong muốn là tâm đắc mà tôi tâm đắc nhất có thể là cuốn sách sắp tới tôi sẽ viết, tôi nghĩ là vậy. À thế ạ, tức là anh cũng đã có dự định là ấp ủ là xuất bản một cuốn sách của riêng mình. Vâng, chính xác. Anh có thể chia sẻ với khán giả một chút về cuốn sách của anh không? Tức là nó sẽ là về digital marketing đúng không? Không, đây là một cuốn sách về digital marketing. Tôi muốn đem lại tất cả những trải nghiệm của mình từ thời gian làm việc ở nhiều lĩnh vực, nhất là trong bất động sản, đem tất cả những cái chuyện nghề của tôi vào trong cái quyển sách này để đem cho mọi người một cái góc nhìn chân thật nhất về những gì đã trải qua, tôi đã trải qua và những góc nhìn mà tôi nhận được từ rất là nhiều chuyên gia khác về marketing số trong lĩnh vực, tất cả các lĩnh vực và trong bất động sản nói riêng. Hay quá, cảm ơn anh. Một câu hỏi cuối nhé, là anh đã tổ chức thành công sự kiện Digital SEO Summit 2019. Điều gì khiến anh tự hào nhất sau event này? Đó, một event 1.000 người, tức là một event mà cũng gọi là lớn nhất rồi, đúng không ạ? Cái event này là một trong những event mà lớn nhất về SEO và digital mà tôi đã từng tổ chức và có thể cũng là lớn nhất từ trước tới giờ. Và trong cái event này, những cái điều mà tôi tự hào á là tôi thấy là cái event này tôi đã kết nối được rất là nhiều cái anh em làm về digital nói chung và SEO nói riêng, miền Nam và miền Bắc, gọi là ngồi lại với nhau, có chung một cái góc nhìn. Thứ hai á, là tôi đã mời được rất là nhiều những diễn giả có tiếng ở trên thế giới cùng về Việt Nam để cùng ngồi với nhau để chia sẻ, đem tìm ra những cái gọi là tốt nhất cho giới digital ở Việt Nam. Đây là một điều tôi cảm thấy rất là vinh dự. Ngoài ra, một trong những điểm mà tôi cảm thấy rất là vui và tự hào đó là thông qua cái sự kiện này thì tự nhiên á, là có một cô giáo mà ngày xưa thời đại học đã dạy tôi lại biết tới tôi, đã tìm được tôi. Đây là một cô giáo tôi rất là quý, đây là một sự việc rất là nhỏ nhưng mà tôi cảm thấy rất là vui. Cảm ơn anh. Xin kính thưa quý vị và các bạn, thường thì khi mà một người mà khi mà đi làm kinh doanh thì cái công việc đầu tiên đó là phải thành công trong kinh doanh, nhưng tuy nhiên thì theo chúng tôi và rất là nhiều các anh em kinh doanh đã từng trải qua và cũng có nhiều người đi trước cũng đã trao đổi, thì có một điều mà rất là quan trọng trong cái việc mà kinh doanh, đó là chúng ta phải mang lại được những lợi ích lớn cho cộng đồng chứ không chỉ riêng lợi ích lớn cho cá nhân mình. Vì vậy mà hiện giờ là như anh Khang đang làm thì những cái điều của anh đang làm thì có thể là nó sẽ giúp ích cho cộng đồng rất là nhiều. Và tôi tin rằng ngoài những cái giá trị mà anh Khang vừa mới nhận được thông qua cái buổi tổ chức event lớn như vậy, nó còn có được những cái tình cảm và ngoài ra nó sẽ còn là một cái đóng góp rất là lớn đối với cộng đồng. Và chắc chắn rằng Digital Marketing, cộng đồng SEO, cộng đồng Digital Marketing sẽ rất cảm ơn anh Khang và ban tổ chức về điều này. Xin chúc mừng anh về sự kiện vô cùng to lớn đấy. Tôi thật sự là một sự kiện mà 1.000 người dành cho bất động sản hoặc dành cho marketing bất động sản là chúng tôi cũng rất là kỳ vọng. Nhưng tuy nhiên là nếu như mà trong trường hợp mà có dịp để sắp tới nếu như được kết hợp được thì cũng có thể là cũng mong muốn là trong năm sau bất động sản Sen Vàng, câu lạc bộ Realtech, các cái câu lạc bộ về bất động sản có thể cùng kết hợp và anh Khang có thể cùng tham gia để chia sẻ cho tất cả mọi người cũng như là chia sẻ kinh nghiệm tổ chức chương trình có thể là sắp tới là marketing bất động sản trong kỷ nguyên số đúng không ạ? Okay, và chị biết đâu đấy là cũng một sự kiện cũng phải liên quan có độ khoảng tầm 1.000 người, thật ra bất động sản rất là đông, anh công nhận không ạ? Tôi rất vinh dự tham gia. Đấy, chúng ta ngồi với nhau thì trao đổi như thế này thôi nhưng mà có thể là sang năm 2021 là chúng ta có thể làm luôn được cái sự kiện đó. Đấy thì tôi nghĩ là với kinh nghiệm như của anh Khang ở đây, không những buổi ngày hôm nay chúng ta sẽ có một cái chương trình rất là tuyệt vời về digital marketing, về marketing cho bất động sản, có những cái chia sẻ kinh nghiệm tuyệt vời mà quý khán giả còn hãy lưu ý trong năm 2021 có thể chúng tôi sẽ cùng tổ chức ra một chương trình như vậy dành cho tất cả các anh các chị. Và cũng xin phép anh Khang là xin lấy cái dữ liệu của cái Digital Summit năm 2019 để dưới link ở phía dưới, để nếu như mà quý vị có thể xem được, là muốn xem lại cái chương trình đó thì quý vị có thể quay lại cái YouTube đấy hoặc là một vài những cái dữ liệu đấy được không anh Khang? Ok chị. Ok. Vâng, xin cảm ơn anh Khang. Và chúng ta vừa mới trải qua phần 1, đó là phần giao lưu với diễn giả. Và bây giờ là chúng ta sẽ đi đến phần 2, là phần quan trọng nhất của buổi ngày hôm nay đúng không ạ? Rất là vui bởi vì là đây có một chuyên gia digital marketing và ngoài marketing bất động sản thì anh cũng đã trải qua rất là nhiều những cái mảng marketing khác, vì vậy mà tôi tin là những buổi chia sẻ ngày hôm nay, buổi chia sẻ ngày hôm nay rất giá trị. Anh Khang ơi, ở trong chương trình của chúng tôi á thì là format là sẽ là như thế này. Ban biên tập thường trước khi diễn ra một chương trình, ban biên tập sẽ tìm hiểu toàn bộ nội dung,
khảo sát những cái người mà đang quan tâm đến cái chuyên mục mà chúng ta đang làm. Sau đó thì sẽ đưa ra những cái từ khóa, và mỗi một từ khóa lại có một vài những câu hỏi khác nhau nhưng liên quan đến nội dung đó. Và đây là có 7 từ khóa ngày hôm nay ban biên tập có chuẩn bị. Đó, nội dung câu hỏi thì tôi đang cầm ở đây. Xin mời anh Khang hãy bốc câu hỏi một từ khóa thôi. Và tôi sẽ đọc câu hỏi theo ý của ban biên tập. Mỗi lần tôi sẽ bốc một. Đúng rồi anh ạ, mỗi lần một từ khóa. Để xem vận may của mình. Câu từ khóa về nhân sự. Nhân sự ạ, đây là từ khóa rất hay. Đó, cảm ơn anh. Từ khóa nhân sự. Đây ạ. Anh đánh giá thế nào về thị trường nhân sự cho mảng marketing trong lĩnh vực bất động sản? Tôi nghĩ là nếu mà nói chung về mảng marketing trong thị trường bất động sản á, thì nhân sự không quá khan hiếm. Tại vì hiện tại á, là có rất là nhiều người muốn quan tâm làm bất động sản. Nhưng mà nói riêng về mảng marketing số thì lại là cực kỳ khan hiếm. Bản thân công ty chúng tôi đang có nhu cầu tuyển dụng về marketing và marketing số rất là nhiều. Nhưng mà để được tìm được những nhân sự mà chất lượng thì khá là khó. Kể cả nhân sự đang làm việc ở nước ngoài cũng rất là khó. Xin phép hỏi anh thêm một chút ấy. Thì là thực ra nhân sự ở đây chúng ta đang nói là những cái bạn chuyên môn về marketing. Thì trong các marketing có marketing online, có tổ chức sự kiện và có digital marketing, đúng không ạ? Thì trong digital marketing thì hiện giờ thì chúng tôi thấy là cũng nhiều lắm. Chạy số, chạy quảng cáo này, đúng không ạ? Chạy các cái campaign, đúng không chưa ạ? Thế thì là theo anh thì, tại vì thật ra tôi thấy là marketing ở tại Việt Nam thì rất là đông. Thế nhưng mà nếu như mà nói về khó khăn, về cái số lượng nhân sự theo anh là cái lượng chất nó chưa có ấy. Thế đồng chất chưa có thì ở đoạn nào? Theo anh là chị đoạn nào? Chị hình dung này nè, khi mà nói tới marketing số chúng ta có thể nhắc tới một vài kênh như là Google hay là Facebook. Chúng ta biết là có rất là nhiều người đang chạy Google và Facebook, đúng không? Nhưng mà trên thực tế để chạy được Google và Facebook trong mảng bất động sản nó hoàn toàn khác so với các mảng khác. Bởi vì nó cần sự am hiểu rất là nhiều trong bất động sản. Không chỉ hiểu về kỹ thuật, về digital không mà chúng ta có thể chạy được. Người mà chạy là phải cực kỳ am hiểu từng phân khúc, từng đối tượng khách hàng mà họ phải chạy. Thực sự là chạy marketing số trong bất động sản không hề dễ. Hoặc là để tìm được một nhân sự mà gọi là chạy thành công, chạy chất lượng trong mảng này vô cùng khó. Nếu như mà như vậy thì anh Khang có thể chia sẻ là cái định hướng của anh khi mà chắc là anh Khang cũng phải đào tạo rất là nhiều về marketing cho bất động sản, đúng không ạ? Vậy thì là cái định hướng đào tạo nhân sự của anh thì anh có thể chia sẻ một chút cho các công ty họ đang có một đội ngũ marketing cho bất động sản, hoặc là những người đang muốn học làm marketing cho bất động sản, thì nếu bây giờ họ định hướng, họ định làm gì, họ sẽ phải làm gì để họ gia nhập vào thị trường, họ trở thành một cái đội ngũ chất lượng để làm sao mà có thể trở thành những cái gọi là những cái chuyên gia giống như anh Khang ở đây ạ? Tôi thấy là có thể có hai hướng để tiếp cận. Hướng đầu tiên, nếu mà các bạn quan tâm tới marketing và từng gọi là một marketer rồi, đã biết chạy, đã biết nhiều về digital marketing, các bạn nên bước vào một công ty nào về bất động sản để làm gì, để trải nghiệm, để hiểu, để thấm thấu bất động sản vào trong con người của bạn, thì lúc đó các bạn sẽ rất là dễ thành công. Hoặc hướng thứ hai, các bạn đang là môi giới bất động sản, bạn hiểu về bất động sản rồi, bạn có thể tiếp cận tới ngành marketing, thì đó cũng là một hướng tiếp cận dễ hơn. Còn nếu mà chúng ta từ marketing ngay lập tức chúng ta chạy vào bất động sản thì cực kỳ là khó. Và ngược lại đều như thế. Thực tế ra thì theo tôi thì có hai lý do khiến cho cái nguồn nhân lực cho marketing bất động sản là đang nhiều nhưng mà chưa chất. Thứ nhất là gì ạ? Thì anh Khang cũng biết đây là thực ra bất động sản chúng ta cũng mới. Thực ra làm bất động sản lúc trước cũng mới, bởi vì lúc trước rất là dễ bán các anh chị, đúng không ạ? Chúng ta có thể, chúng ta chỉ có đăng một cái tin trên mua và bán là chúng ta đã bán được rồi. Chúng ta chỉ có gọi là đi trực ở tại dự án là chúng ta bán được rồi. Và cái nhân sự thực tế là để sale bất động sản ấy, là chủ yếu là ví dụ như là mọi người vẫn hay đùa với nhau là một anh xe ôm hoặc một anh giờ thất nghiệp không ra, có việc gì là có thể vào bất động sản làm luôn được. Thế thành ra là gọi là cái đầu vào nó cũng chưa được sự được chắt lọc. Điều thứ hai nữa là trong cái mảng về marketing thì thực ra là tôi cũng chia sẻ với các chị thì lúc trước ấy tôi có trao đổi với lại các bạn sale, tại vì bản thân là Sen Vàng có rất nhiều các bạn sale thì tôi cũng trao đổi là marketing vô cùng quan trọng đó. Nhưng các bạn thì lại mindset là như này ạ, bởi vì hiện giờ đang có khách sẵn rồi đấy, và thường thường là cái mô hình của công ty bất động sản là hay là gì, tôi sẽ chuyển số cho anh và anh chỉ việc chốt thôi. Đấy, bây giờ đang là như thế, rất nhiều công ty đang như thế, hoặc là ví dụ như bắt số, hoặc là có rất nhiều những cái công cụ gọi là black
đấy. Thì nó rất là dễ nên ra họ cũng lười. Tóm lại là bởi vì là nó chưa phải là một cái gì đấy cấp thiết. Nhưng nếu như trong kỷ nguyên mới sắp tới mà có những cái dòng mới bất động sản, có những cái phương án mới, hoặc ví dụ như đợt Covid này chẳng hạn, thì anh đâu có thể tiếp khách trực tiếp được đâu, đúng không ạ? Anh đâu có thể trực tiếp để anh gặp khách, anh đi anh trực rồi anh đi phát tờ rơi, những cái việc đấy nó rất là khó. Xã hội dần thay đổi và khách hàng đang có hành vi dùng điện thoại nhiều hơn, có nghĩa là digital marketing sẽ phải dùng nhiều hơn. Thì cái việc mà khiến cho các bạn ý đang gặp khó khăn là gì ạ? Là bản thân các bạn ý còn gọi là chưa số hóa được, các bạn nhân sự chưa số hóa được, thì đó là cái đầu vào nó rất là khó. Các bạn marketing bất động sản thì bây giờ bởi vì là không có người biết được đâu là đúng, đâu là sai, đâu là người giỏi nhất, đâu là người giỏi nhì, đâu là marketing số thì nó phải như thế nào. Vì vậy mà cái đầu vào của các bạn marketing nó cũng ở mức vừa phải. Ví dụ tôi thấy là có nhiều bạn là đi học một lớp content marketing, hoặc là đi học một lớp mà Google Ads, thế tham gia đi vào đăng ký một lớp, đăng vào một cái vị trí apply là vị trí là digital marketing cho một công ty. Đấy, và thế là gọi là ok rồi, là digital marketing cho một công ty bất động sản rồi. Thế thì bạn lại vào, bạn lại mất một thời gian để bạn làm quen với cái việc là cái đối tượng khách hàng bất động sản người ta như thế nào, cái insight của người ta ra sao. Và cái thời gian đấy nó lại sẽ rất là mất thời gian, và nó sẽ chạy là tôi chạy những campaign nó bị sai, bị lỗi, và chưa kịp là cái bạn sale hoặc là cái người công ty bất động sản đấy hiểu được là cái anh marketing anh cần phải hòa nhập, thì hai bên đã bị tách nhau ra rồi, bởi vì hoàn không thành công. Đó, tôi gặp rất là nhiều trường hợp là các công ty bất động sản hoặc là như anh dùng agency đấy, hay yêu cầu là thế marketing có ra số cho tôi không, đấy, marketing có ra lead cho tôi không, mà trong khi đấy không hỏi là hai bên ngồi với nhau để ra là đối tượng khách hàng của anh là ai, anh sẽ chạy cụ thể như thế nào, các key truyền thông của anh có phải đánh vào insight của khách hàng hay không, để người ta có thể click vào cái quảng cáo của anh hay không. Thì đó là những lý do khiến cho là cái nền của marketing cho bất động sản bây giờ là đang thừa nhưng mà lại chất lượng không có. Đó. Nó rất là nhiều vấn đề, tại vì khi mà tôi phân tích á, ở thị trường Việt Nam có khoảng 13.000 công ty đang làm bất động sản, kinh doanh bất động sản. Nhưng mà mọi người cứ nghĩ xem 13.000 công ty chúng ta cần bao nhiêu nhân sự về marketing. Đúng rồi. Và bao nhiêu nhân sự chất lượng, rất là khó có số nhân sự chất lượng để đáp ứng được cho 13.000 công ty. Đây là một vấn đề nhức nhối đối với lại nhân sự ở Việt Nam trong mảng bất động sản. Thực sự là rất là khó. Đúng rồi. Mà trong khi đấy thì là thuê agency thì thường thường là các công ty đòi hỏi hơi cao, đúng không ạ? Và thực ra là các agency lại cũng không thể nào đáp ứng được hết cho toàn bộ được. Đúng rồi. Khi mà tôi nhận ra cái vấn đề này, tôi cũng có một cái idea mà bên tôi đã thực thi, đó là tôi xây ra một cái nền tảng, và trong đó là tôi sẽ kết nối rất tất cả các agency lại ở một bên, và đem tất cả những marketer, những cái nhà môi giới hoặc là những sàn môi giới tới sang một bên. Họ có những cái nhu cầu mà họ muốn gọi là marketing thì họ sẽ đặt ra cái nhu cầu, xong rồi các cái marketer là những cái agency này họ sẽ nhận các nhu cầu đó. Mọi người hình dung nó giống như một mô hình Grab thế, chỉ là chúng ta kết nối hai bên lại với nhau. Các cái nhà môi giới họ có thể chọn cái marketer nào mà họ chạy được tốt nhất, đó, dựa trên những đánh giá và người ta chọn. Thì tôi nghĩ đó là một cái giải pháp cũng khá là tốt để giải quyết vấn đề toán nhân sự. Đó, thực ra là tôi thấy là nếu như mà trong trường hợp mà anh suy nghĩ được đến tận cả vấn đề đấy rồi ấy, thì có nghĩa là anh cũng đã trải qua rất là nhiều những cái kinh nghiệm đối với lại ngành bất động sản rồi. Thì thực sự là bất động sản là một cái ngành nghề đặc thù, vì vậy mà bản thân là marketing của nó cũng khá là đặc thù. Nếu như anh tìm được một phương án nào đấy thì tôi nghĩ là tất cả các cái sàn bất động sản hoặc các kể cả các bạn sale thôi cũng luôn luôn sẵn sàng để tham gia vào hệ thống của anh. Anh như là một cái hệ sinh thái, đúng không ạ? Anh sau là bên agency và bên nhu cầu, đang có nhu cầu để quảng cáo, để chạy các cái campaign sẽ tham gia vào để lựa chọn, đúng không ạ? Tham gia vào lựa chọn. Đó, ok. Thì cái hệ thống của anh sau buổi ngày hôm nay thì ban biên tập cũng sẽ đưa xuống phía dưới cho các bạn có thể xem qua, xem nó là cái gì, đúng không ạ? Ok, chúng ta đi đến tiếp một câu hỏi về nhân sự nữa nhé. Công ty tập đoàn Mayland, công ty cổ phần tập đoàn Mayland thì là anh là nơi anh đang công tác, đúng không ạ? Thế thì là định hướng nhân sự sắp tới của tập đoàn Mayland thì là như thế nào? Anh có thể chia sẻ với mọi người được không ạ? Thì hiện tại công ty của chúng tôi năm 2021 sắp tới đây, chúng tôi có một cái định hướng là sẽ bước ra global, thị trường đầu tiên là Đông Nam Á và châu Á, sau đó là ra toàn thế giới. Thì chính vì việc là định hướng mình sẽ ra global, chúng tôi đang rất cần nhân sự về marketing nói chung và marketing số nói riêng. Tại vì sao hai cái này rất là cần? Vì hiện tại chúng tôi nhận ra được một điều là để bước ra được thế giới thì với kiểu marketing truyền thống chúng ta không thể nào giải quyết được. Chúng ta không thể cho nhân sự đi tới từng nơi ở trên các cái quốc gia mà chúng ta làm
mở văn phòng hoặc là phát triển thị trường ở đó được, mà chúng ta bắt buộc phải dùng nền tảng số, dùng internet đó. Thì hiện tại bên tôi đang rất là cần nhân sự. Nếu mà được thì chị Ngọc có thể gọi là thông qua những cái kênh của chị Ngọc có thể nhất giúp đỡ chúng tôi về mặt nhân sự. Tôi thì tôi nghĩ là nhân sự dành cho bất động sản thì rất là nhiều, kể cả marketing rất là nhiều, đến thời điểm hiện giờ thì vẫn rất đông. Bởi vì chia sẻ với chắc anh Khang cũng biết là về mặt bằng chung thị trường nhân sự cho bất động sản nhé, thì mức lương là cao hơn so với mặt bằng của các ngành nghề khác. Đấy là chia sẻ với các chị là như vậy. Để bạn nào đang có nhu cầu marketing, học marketing hoặc là đang gọi là loay hoay một chút thì có vững thêm niềm tin. Bởi vì đây là tôi đã khảo sát rất nhiều các chủ đầu tư, các sàn rồi. Nhưng tuy nhiên là để mà gọi là chính ngạch để dạy đúng về chuyên cho ngành bất động sản là chưa có. Đấy, thì nếu như ở bên Mayland mà dự định là tuyển dụng thêm ấy, thì tôi nghĩ là phải quan tâm, rất quan tâm đến vấn đề đào tạo. Tôi có một cái đề nghị thế này. Tại vì tôi thấy chị Ngọc cũng rất là quan tâm tới bất động sản, hoạt động trong lĩnh vực bất động sản khá là lâu. Mayland cũng rất có mong muốn mà là đóng góp cho thị trường bất động sản. Thì tôi đề nghị một cái là trong tương lai chúng ta sẽ mở một lớp training phối hợp giữa chị Ngọc và bên Mayland để cùng gọi là training về marketing hay là marketing số cho tất cả các bạn môi giới. Nhất trí thì chúng ta lại bắt tay đấy. Vâng. Đấy, thế là buổi ngày hôm nay là rất là tình cờ thôi nha, không hề có sự sắp xếp trước. Chúng tôi là trong format là cứ mời diễn giả đến, chúng tôi hỏi những câu hỏi và sau đấy thì là có thể ra được những cái vấn đề khác nhau, nhưng tuy nhiên lại rất là lợi thế cho Sen Vàng, bởi vì ngày hôm nay là anh Khang là lập tức là tôi và anh Khang đã ra được hai chương trình rất hay. Chương trình thứ nhất là marketing cho bất động sản kỷ nguyên số làm trong 2021. Có thể hai công ty chúng ta cũng sẽ cùng tổ chức với nhau. Và tôi sẽ mời thêm một vài đơn vị nữa, ví dụ như là bên câu lạc bộ Realtek bất động sản Việt Nam, với liên quan đến kỷ nguyên số thì là câu lạc bộ bất động sản công nghệ cũng là một phần trong đấy. Điều thứ hai nữa là chúng ta có thể tổ chức những cái khóa học hoặc những chương trình đi, không phải là khóa học đi, mà chúng ta sẽ là những cái hội thảo, những cái chuyên đề, những cái chương trình nho nhỏ để có thể đào tạo cho các bạn. Thì tôi tin là với kinh nghiệm của anh Khang cũng như là những cái gọi là tiên phong trong chuyển đổi số của Mayland thì chúng ta sẽ có rất nhiều thứ để mang lại cho các bạn yêu nghề bất động sản, yêu nghề marketing trong bất động sản. Cảm ơn anh. Chúng ta đi sang từ khóa khác anh nhé. Ok. Anh cứ lựa chọn từ khóa. Ban biên tập là chuẩn bị rất nhiều từ khóa mà thực sự là tôi nghĩ là anh khi mà anh nhận được chắc là cũng sẽ phải suy nghĩ thật là kỹ, bởi vì rất nhiều các bạn ở đây đang gặp khó khăn trong việc là lựa chọn những cái từ khóa đấy nên như thế nào. Đây là từ khóa xu hướng, đúng không ạ? Thì đương nhiên là marketing cho bất động sản kỷ nguyên số đang là một xu hướng, đúng không ạ? Anh Khang vừa mới trao đổi rồi ạ. Bây giờ đừng nghĩ chúng ta chỉ bán trong nước nữa đi. Bán trong nước thì cũng như thế này. Trong kỷ nguyên Covid, đúng không ạ? Thì bây giờ chúng ta không thể bán một sản phẩm mà chúng ta phải chạy trực tiếp vào đấy nữa. Đấy, chúng ta có thể Hà Nội, chúng ta có bán ở Phú Quốc. Chúng ta ở Hà Nội, chúng ta phải bán ở Lào Cai. Và nghĩ xa hơn nữa đi là chúng ta ở Hà Nội, chúng ta bán bất động sản Vinhomes. Vậy thì thế nào ạ? Thế thì phải có, chúng ta phải có một cái công cụ nào đấy, đúng không ạ? Thế vậy thì là nó sẽ là kỷ nguyên số đấy. Thì anh Khang có thể trao đổi cụ thể hơn với lại cả khán giả kênh đầu tư Sen Vàng về cái xu hướng cho marketing, cho bất động sản trong thời điểm mới, trong năm 2021 đi, và về tương lai xa hơn một chút. Nói về xu hướng thì tôi nghĩ là chắc các vị khán giả cũng đã biết rồi. Hiện tại là tất cả các ngành họ đang gọi là dùng một cái thuật ngữ là gọi là chuyển đổi số. Là vì sao là như vậy? Tại vì hiện tại á, thứ nhất là trải qua Covid là mọi người biết á, là cái hoạt động về truyền thống nó diễn ra rất là khó khăn. Chúng ta không thể nào gặp người gặp người đối mặt được. Chúng ta không thể bán hàng trực tiếp được. Và rất là nhiều kênh marketing truyền thống hiện tại nó đã bị gọi là thất bại trong cái việc mà đối phó với lại Covid. Đó. Chính cái Covid này á, nó thúc đẩy cái quá trình chuyển đổi số lên một cái tầm cao hơn. Hầu hết các doanh nghiệp ở tất cả các lĩnh vực họ đều muốn chuyển đổi số, không riêng gì trong bất động sản. Và bất động sản chúng ta cũng vậy, cũng phải theo. Gọi là vì sao? Theo, thứ nhất là để bắt kịp thời đại, và thứ hai là chúng ta phải tiên phong. Tại vì nếu chúng ta mà chậm trễ thì chúng ta sẽ gọi là tụt hậu rất là nhanh. Tôi nghĩ như vậy. Bắt buộc phải đi theo xu hướng. Đúng rồi. Thì tôi cũng nghĩ là nếu như mà trong trường hợp cái kỷ nguyên số này, công ty nào cũng phải chuyển đổi số, đúng không ạ? Thì việc vậy, vì vậy mà không có lý do gì mà bất động sản chúng ta không chuyển đổi số cả. Không có lý do gì mà các anh chị đang làm marketing, đang dùng những công cụ, những cái tool cũ mà bây giờ không phải nhìn ra thế giới xem họ đang dùng những công cụ gì. Thật ra marketing nó là một cái ngành nghề mà luôn luôn update. Thậm chí là digital marketing là luôn luôn update. Tôi lúc trước học thì tôi cũng là background là marketing.
thì 6 tháng là marketing đã có những thay đổi mới rồi. Thế nhưng mà về về digital ấy, là ví dụ như Google là hôm trước hôm sau cũng thay đổi rồi, đúng không ạ? Vì vậy mà marketing là hiện giờ lại càng phải thay đổi, càng phải linh hoạt đó, càng phải phụ thuộc vào thị trường người ta đang diễn biến như thế nào để mà mình thay đổi theo cái điều đấy. Vì vậy mà cái điều rất là quan trọng là chúng ta cần phải thay đổi và chúng ta phải bắt đầu là chúng ta phải gọi là đón nhận, mở ra những cái gì mới nhất là chúng ta đón nhận vào và chúng ta bắt đầu chúng ta áp dụng dần, chúng ta chuyển đổi dần để nâng cấp cái bản thân chúng ta lên trong kỷ nguyên số. Có một câu hỏi này ban biên tập hỏi rất hay. Tôi nghĩ là đây là có lẽ là sẽ là một cái câu rất là quan trọng và rất nhiều các sàn quan tâm. Đó là gì ạ? Lúc trước ấy, chia sẻ với anh Khang và anh Khang cũng có thể biết là có rất nhiều sàn bất động sản mà các bạn làm sale rất ngại chi tiền vào marketing. Có nhiều sàn bất động sản tôi rất ngạc nhiên vì không có bộ phận marketing. Chỉ có một duy nhất một bạn, ví dụ một bạn còn tên chẳng hạn, hay ví dụ như một bạn chạy quảng cáo. Đó, thế thì thực ra mà nói thì cái điều đấy thì bản thân cá nhân tôi thấy là rất là thiệt thòi cho các bạn sale cũng như là công ty đấy. Bởi vì một công ty thì phải có một bộ phận marketing, bởi vì marketing nó chính là để luôn luôn mở rộng ra thị trường. Người làm kinh doanh luôn phải có thị trường, đúng không ạ? Thế thì anh có thể đánh giá thế nào về cái xu hướng marketing cho bất động sản, cái vai trò của marketing trong bất động sản trong sự phát triển của một công ty cũng như trong sự phát triển của một bạn môi giới bất động sản? Đầu tiên thì tôi đồng tình với chị Ngọc ở việc là rất là buồn và khi mà các sàn hiện tại không chú trọng vào marketing nhiều, nhất là các sàn nhỏ, bởi vì người ta thấy là tập trung vào đội ngũ kinh doanh là một trong những cái trọng yếu. Thực ra tôi không phủ nhận độ quan trọng, cái vấn đề quan trọng của kinh doanh, tôi vẫn đặt kinh doanh chiếm 60% độ quan trọng, 40% còn lại có thể nằm ở marketing. Nhưng mà hiện tại cái việc mà không đầu tư vào việc xây dựng nhân sự, không đầu tư vào việc phát triển đội ngũ cũng như tất cả những cái liên quan tới marketing thì nó là một sự thiệt thòi. Thiệt thòi rất là lớn. Tại vì sao? Marketing nó sẽ giúp cho chúng ta hai vấn đề. Vấn đề thứ nhất là xây dựng thương hiệu. Bây giờ một môi giới cá nhân cũng cần thương hiệu, một sàn bất động sản cũng cần thương hiệu, kể cả chủ đầu tư cũng cần thương hiệu. Thương hiệu rất là quan trọng, mà nếu chúng ta thiếu đi marketing thì làm sao chúng ta làm được thương hiệu tốt? Đó. Thứ hai là marketing sẽ giúp chúng ta bán hàng được nhiều hơn. Hiện tại chúng ta quá phụ thuộc vào việc là để bán được bất động sản chúng ta phải nhờ vào việc là các bạn kinh doanh. Nhưng mà marketing hoàn toàn có thể đem lại được một lượng khách hàng rất là lớn. Sau đó kinh doanh chỉ việc chăm sóc mà thôi. Tôi làm việc với một số đơn vị, họ trước đây họ là một đơn vị hoàn toàn nhỏ nhưng mà họ hiểu được cái tầm quan trọng của marketing và họ xây dựng một đội marketing mạnh, nhất là marketing số, và từ đó là cái công ty họ phát triển lên rất là tốt. Và tôi cũng mong muốn là hầu hết tất cả các cái sàn bất động sản của chúng ta hiện mà chưa chú trọng vào marketing ngay lập tức hãy nhận thức được sự quan trọng của marketing, từ đó đầu tư vào marketing và đầu tư vào đội ngũ marketing số. Marketing số là một phần quan trọng, tại vì thêm như này nữa, chúng ta chỉ cần một đội ngũ tinh gọn thôi, chúng ta có thể làm được một việc gọi là có giá trị rất là to lớn rồi. Nhưng mà nhiều bạn, nhiều bên thì lại nghĩ là tinh gọn tới mức là xuống còn một bạn, là một bạn làm tất cả, một bạn viết content, một bạn viết chạy ad hay là làm SEO, làm website gì đó. Mà tôi nghĩ như thế nó sẽ không hiệu quả. Tinh gọn nhưng mà phải tinh gọn đúng. Tôi thì nghĩ là trong cái quá trình phát triển của một tổ chức cũng như là có một cả của một cá nhân trong nghề thôi, thì anh cần phải có những cái chiến lược cụ thể rõ ràng. Nó là marketing thôi. Khi mà anh có chiến lược phát triển và cái chiến lược của anh được tất cả mọi người biết được và lưu giữ lại được, ví dụ như là ví dụ tôi mà các anh chị mà nhìn ra tiểu sử thì có thể nhìn thấy được là từ 2015 là tôi đã bắt đầu làm những cái kênh của kênh đầu tư Sen Vàng như này rồi, những cái video như này rồi. Hay ví dụ như anh Khang chẳng hạn, là trong cái quá trình là anh cũng đã làm những cái event hoặc là cũng đã chia sẻ rất nhiều, chắc là trên YouTube anh cũng đã chia sẻ rất nhiều, đi talk anh cũng đã đi talk rất là nhiều rồi. Thì thực ra nó đâu đấy nó cũng là marketing. Chính xác. Nhưng mà nó lại có một cái chiến lược cụ thể và lâu dài để cho tất cả chúng ta khi mà nhìn lại thì chúng ta cả một cái quá trình kinh doanh của chúng ta thì đều được ở đâu đấy chúng ta đều được để lại những cái kết quả. Và có một điều rất là quan trọng trong việc marketing số thời điểm này, đó là gì ạ? Là dữ liệu. Nếu như anh không có dữ liệu, anh chỉ phụ thuộc hết vào sale, chỉ có cái khâu cuối cùng là không có khách thôi. Có khách thì vật để cho sale thoải mái trong việc là anh muốn có bao nhiêu khách cũng được, rồi là anh ít khách thì đấy là do anh, mà nhiều khách đấy là do anh, tất thì công ty không quan tâm đến cái việc là anh có khách hay không, thì bản thân công ty đấy nó sẽ không được vững. Bởi vì sao? Nó chỉ là một cái nơi để một bạn sale, bạn ấy ở lại đấy một thời gian thôi, khi bạn ấy đi là dữ liệu là đi luôn.
Thì trong khi đấy nếu như mà anh làm về gọi là marketing số thì toàn bộ dữ liệu của anh được định lượng và được lưu giữ toàn bộ. Và cái đấy là cái rất là quan trọng đối với các công ty, bởi vì tôi nghĩ là nếu bạn muốn phát triển lâu dài và bền vững thì bản thân các công ty phải có một cái chiến lược về cái việc là dữ liệu số của mình như thế nào. Đấy, những hình ảnh của mình như thế nào theo thời gian 5 tháng. Và cái đấy mà bạn sale cũng nên có, nó chính là xây dựng thương hiệu của bạn sale. Đó thì theo tôi nghĩ là cái việc là marketing trong bất động sản, cái vai trò của nó phải tương đương, mức quan trọng của nó phải tương đương với bộ phận kinh doanh, bộ phận bán hàng. Đó. Nếu như mà một người chủ bất động sản, một người chủ sàn bất động sản hoặc một người chủ đầu tư mà chỉ tập trung vào việc là tôi không quan tâm là phải chạy như thế nào, tôi để hết, tóm lại là để hết doanh số, chuyển về kể cả marketing để hết thành doanh số để cho sale tự làm. Đấy. Thì theo tôi nghĩ đấy là một cái chiến lược chưa được khôn ngoan cho lắm. Ngược lại với một bạn bất động sản, nếu như bạn chỉ bán hàng giỏi mà phần marketing của bạn không giỏi thì bạn cái mức độ của bạn, lan tỏa của bạn cũng không thể nào được hết 100%. Đó. Ví dụ như tôi chia sẻ với anh một cái ý này, tôi cũng có một cái bài viết là bất động sản, sale bất động sản 4.0 ấy, là bạn là cá nhân hóa từng người một, bạn có thể cùng một lúc bán được cho 1.000 người. Thì cái việc đấy một bạn sale bất động sản mà giỏi ấy, không thể nào mà làm được nếu bạn chỉ làm offline. Nhưng nếu bạn làm online, bạn có thể bán được cho 1.000 người. Thậm chí là hơn. Đúng rồi. Bạn có thể bán cho Việt Kiều đang sống ở Mỹ. Bạn có thể bán được cho Việt Kiều đang sống ở Úc. Bạn có thể bán cho tất cả những người mà đang ở xa bạn. Thì đó chính là gọi là nhân hóa lên rất là nhiều. Và cái đấy chỉ có thể thành công được nếu bạn làm số. Đúng không ạ? Đó thì rất là mong là các anh chị và các bạn mà đang quan tâm đến marketing thì cũng vững tin, bởi vì thật ra marketing rất quan trọng, quan trọng ngang với cả phòng bán hàng. Thứ hai là các cái bạn mà đang làm bán hàng, các cái chủ sàn mà đang quan tâm đến việc là làm thế nào để thúc đẩy doanh số tăng nhanh, growth hacking chẳng hạn, đấy có những cái thuật ngữ mà nó vô cùng tuyệt vời ở trong thời đại số, anh chị hãy quan tâm đến điều đấy và đầu tư cho nó. Ban đầu tiên nó có thể hơi nhiều tiền, nhưng tuy nhiên những kết quả của nó theo thời gian nó có thể rất là tuyệt vời đó. Và cũng có thể nói là bên Mayland, tập đoàn Mayland là cũng rất là tập trung đến việc digital, đúng không ạ? Dạ vâng. Tôi có chia sẻ thêm một tí về vấn đề này, đó là khi mà chúng ta đầu tư vào digital marketing á, thời điểm ban đầu chúng ta sẽ tốn khá là nhiều về chi phí, nhưng mà digital nó có một cái lợi thế là càng về tương lai nó sẽ càng nhỏ. Tức là công ty chúng ta có thể scale up lên rất là nhiều, nhưng mà bộ phận digital nó không cần phải scale up theo, nó vẫn đáp ứng được. Nếu mà chúng ta có được một cái quy trình tốt, một cái hệ thống vận hành tốt thì mọi thứ nó sẽ rất là ok. Đúng rồi. Đó. Thì thường thường là mọi người hay ngại bỏ cái chi phí đầu tiên là như vậy. Đó. Thì chắc là sắp tới cũng sẽ thay đổi thôi, bởi vì tôi nghĩ là các cái marketing truyền thống nó cũng không còn được là ưu thế nữa. Sau cái thời gian Covid này chắc là các đơn vị và các cá nhân đang làm bất động sản cũng sẽ phải thay đổi. Đó. Và đó là cơ hội của marketing, đúng không ạ? Có một cái câu hỏi nữa về xu hướng anh nhé. Là anh có thể dự báo những công nghệ 4.0 nào sẽ được phát triển phục vụ cho marketing bất động sản trong thời gian tới? Công nghệ 4.0 thì hiện tại ở trên thế giới và ở Việt Nam đang gọi là có một cái xu hướng là đi theo Big Data, AI hay là Blockchain. Thì hiện tại ngay cả Mayland chúng tôi cũng đang gọi là áp dụng những công nghệ này vào trong hệ thống. Về Big Data thì bọn tôi xây dựng một cái hệ thống rất là nhiều về tin đăng, về các cái khách hàng, về các bất động sản, để giúp cho cung cấp một lượng thông tin tới tất cả các môi giới. Ví dụ như chúng tôi có một cái hệ thống gọi là toàn bộ thông tin về bất động sản chính chủ chẳng hạn. Đây cũng là một cái mà Big Data nó cung cấp cho. Hoặc là về AI, chúng tôi có một hệ thống gọi là làm sao cho suggest ra những cái bất động sản hợp lý nhất đối với là người tìm, người mua bất động sản, kiểu như vậy. Công nghệ hiện tại là một trong những cái gọi là xu hướng ở thế giới. Mà nếu chúng ta không bắt kịp, chúng ta sẽ chậm trễ với thế giới. Mà chính phủ Việt Nam hiện tại đang gọi là rất là tạo điều kiện cho tất cả các doanh nghiệp trong tất cả các lĩnh vực để theo đuổi chuyển đổi số và theo đuổi cái những cái công nghệ 4.0 này. Đó. Tôi cũng thấy là các cái công ty và tập đoàn cùng lĩnh vực, ví dụ như là Vinh hay là Sen cũng đang gọi là rất là chú trọng vào các công nghệ này. Bản thân thì rất là nhanh, đúng không ạ? Chúng ta có thấy đơn vị nào mà họ đang, những cái tập đoàn to nhất, những đơn vị lớn nhất mà họ đang phải chuyển đổi số, họ đang chuyển mình theo định hướng như thế nào khi mà chúng ta chưa biết làm gì ạ? Thì chúng ta có chú ý update thông tin thị trường, nó cũng biết ra được là điều gì là cần thiết, đúng không ạ? Ok, cảm ơn anh. Anh bốc thêm một từ khóa tiếp theo đi ạ. Từ khóa nhận định. Nhận định ạ. Ok anh.
Có một cái câu như này đây ạ, ban biên tập đưa ra cho tôi là khi chính phủ ban hành nghị định 91/2020 bắt đầu có hiệu lực kể từ ngày 1/10/2020 về cái nghị định về quảng cáo đấy, quy định về quảng cáo trong bất động sản đấy, thì các môi giới đã chuyển đổi các phương thức tiếp cận và đầu tư mạnh hơn vào bất động sản, vào marketing. Theo anh đây có được coi là cơ hội cho thị trường marketing số bất động sản hay không và vì sao? Đây, nghị định về quảng cáo là về những cái việc mà cấm. Đúng rồi, cấm spam này, rồi cấm nhắn tin rác này, cấm gọi điện tele sale này, cấm đi treo tờ phướn mà gọi là có những cái tờ phướn mà về quảng cáo bất động sản để hạn chế. Tôi thấy là cái này nó sẽ ảnh hưởng cực kỳ lớn tới bất động sản, thị trường bất động sản hiện nay. Tại vì sao? Vì gần như toàn bộ các sàn bất động sản và những cá nhân bất động sản hiện tại là vẫn đang làm theo phương thức đó, chủ yếu là vẫn là tele sale, spam, SMS. Nhưng mà với cái nghị định này tôi nghĩ sẽ ảnh hưởng cực kỳ lớn và bắt buộc là những người mà đang sử dụng phương pháp này phải thay đổi, phải tiếp cận các cái giải pháp mới phù hợp hơn. Với cái nghị định này thì tôi đồng ý với lại chính phủ, tại vì là bản thân tôi mỗi ngày tôi cũng nhận được rất là nhiều cái cuộc gọi. Thực sự là bản thân tôi có nhu cầu về cái lĩnh vực đó, về cái mặt hàng đó, nhưng mà họ gọi và họ spam một cách mệt mỏi và cảm thấy rất là mệt mỏi và rất là khó bán hàng. Và chính như thế chúng ta cũng làm cho tâm lý của những người mà đang muốn mua bất động sản, họ không còn muốn mua nữa. Vô hình chung là cảm thấy là nó là một cái gì đấy nó rất là tiêu cực, đúng không ạ? Và ngoài ra nó còn, tôi thấy còn là ô nhiễm môi trường nữa. Anh cứ trao phát tờ rơi rồi vứt đây ở ngoài đường này, xong rồi treo tờ phướn rồi xong cuối cùng không ai rác lại phải đi dọn, rất là ô nhiễm môi trường, theo tôi là như thế. Thế thì theo anh ấy là cơ hội nào cho marketing online thay thế những cái đó? Tôi nghĩ là những ai mà đang nhận thức ra được và thấy được cái nghị định này thì ngay lập tức chuyển đổi sang chuyển đổi số chẳng hạn. Các bạn có thể sử dụng các công cụ marketing số khác thay cho việc telesale hay là SMS. Ví dụ chẳng hạn như là chúng ta sử dụng các hệ thống chatbot chẳng hạn, chạy Facebook, chạy Zalo. Zalo hiện tại là một kênh khá là hiệu quả trong bất động sản. Chúng ta dùng kênh Zalo xong rồi chúng ta sử dụng hệ thống chatbot để phản ứng lại với khách hàng. Chúng ta đỡ tốn nhân sự hơn cho việc là lắng nghe hay là nói chuyện với khách hàng, kiểu như vậy. Có rất là nhiều kênh, tôi thấy là rất là nhiều kênh mà chúng ta để ý một tí thôi, chúng ta sẽ tìm được kênh hiệu quả với bản thân mình. Hoặc là ví dụ như là chúng ta tạo phễu, rồi chúng ta AI đi, chúng ta gọi là định hướng được người dùng và chúng ta lọc được người dùng. Sau đấy chúng ta sẽ đưa được đúng những cái thông tin chuẩn mà người dùng người ta mong muốn, người mua người ta đang cần, thì nó sẽ dễ hơn. Thì tôi thấy là hiện giờ có rất là nhiều kênh. Thì gọi là thêm một lời cùng với lại cả anh Khang nữa, bởi thực ra vấn đề này tôi cũng rất quan tâm anh Khang ạ. Cũng là dần marketing mà. Thì thực ra là từ trước đến giờ tôi cũng đã chia sẻ với các bạn ấy, trừ khi chúng ta đi làm tỉnh thôi. Bởi vì tỉnh lý do tại sao là người ta cũng ít online thật. Nhưng có nhiều, tôi đi tỉnh nhiều ấy, thì có nhiều bác có khi còn chả biết chữ, nhưng mà tiền thì vài chục túi, đấy rất là nhiều. Thì đồng ý với quý vị là các bạn phải đi đường nhà, các bạn đi phát tờ rơi đường chút. Nhưng mà ở những cái khu mà đô thị chẳng hạn, mà đã cuộc sống hiện đại, cái nhu cầu sử dụng điện thoại thông minh rất là lớn, thì thật ra một phút, một giây thôi, bạn đăng một cái thông tin ở trên mạng và bạn quảng cáo một cái thông tin là bạn có thể đưa thay thì phát tờ rơi đến từng nhà mất đến tận mấy ngày, thì một phút thôi là bạn phát đến 10.000 người. Không những thế mà cái cách phản ứng của người dùng nó làm chúng ta ngay lập tức và chúng ta đo đạt được. Đúng rồi, thay đúng vì rồi. Việc chờ đợi. Đấy, thì mình thay đổi đi, bởi vì có thể bây giờ mình mới, mình chưa hiểu về cái đó. Nhưng ví dụ như là Zalo chẳng hạn hoặc Facebook chẳng hạn, nó khác gì đi phát tờ rơi đâu anh. Đúng không ạ? Bây giờ cũng là vào một cái tường nhà người ta xong rồi cũng có một cái tin nhắn chẳng hạn. Đấy, nếu tin nhắn qua Facebook chẳng hạn, hoặc là mình tạo một cái fanpage, thế xong rồi là mình làm những cái lợi thông tin có lợi cho người dùng mà người ta thực sự quan tâm, người ta like vào cái page đấy, sau đó mình nuôi dưỡng cái page đấy để nuôi dưỡng những khách hàng, sau đấy là đến lúc mà cần thông tin gì đó thì chúng ta nhắn tin cho khách hàng. Nó cũng khác gì đâu ạ, không khác gì cả, nhưng mà nó thông minh hơn rất nhiều. Và thậm chí là chúng ta có thể đo lường được ngay như anh Khang nói. Thì tôi thấy đó là những cái phương án rất là tuyệt vời. Nhưng anh Khang, theo anh Khang là tại sao mà các đội bất động sản ấy, tại vì thật ra thời điểm này thì chúng ta đều có thể đồng ý với nhau này, Facebook là bóp tương tác rất mạnh đúng không ạ? Nên không phải do bất động sản đâu các anh chị ạ, là do là bên bán hàng online nhiều quá đúng không ạ? Là các gọi là bán hàng online nhiều quá và lại gọi là có nhiều cái vấn đề nữa mà muốn kiểm soát, vì vậy mà bây giờ đang rất là bóp tương tác. Thế thành ra là bất động sản tôi thấy các anh các chị đang làm chạy Facebook lúc trước nó dễ,
Nhưng bây giờ thấy kêu lắm. Rồi giai đoạn 3 tháng nay là đó, rất là khó khăn. Đúng rồi. Như chị Ngọc chia sẻ là do các cái độ mà chạy bán hàng online mà sử dụng những cái gọi là tiếp trích quá nhiều. Đúng rồi. Và Facebook gọi là cực kỳ không thích Việt Nam lắm. Đúng. Ảnh hưởng tới toàn bộ các cái ngành nghề khác. Đúng rồi. Đó là thêm các cái vấn đề về bầu cử chính trị ở đúng Mỹ. Rồi. Đúng rồi. Cũng dẫn tới việc là Facebook là bóp chúng ta rất là nhiều. Thì đây là một vấn đề mà ảnh hưởng chung với toàn bộ mọi người. Nhưng mà không phải là không thể gọi là tiếp tục. Chúng ta có nhiều kênh khác để phát triển. Như nãy chị Ngọc có đề cập là tới Zalo chẳng hạn, cũng là một kênh hiệu quả tốt. Hoặc là TikTok chẳng hạn, mặc dù là thị trường bất động sản là thị trường cái lứa tuổi tập trung nó rất là cao, và TikTok là đang thường lứa tuổi đang thấp hơn một chút, nhưng thời điểm này tôi lại đang thấy rất tốt. Lúc đầu tôi cũng nghĩ như chị Ngọc là TikTok nó chỉ phù hợp với lại giới trẻ thôi. Nhưng mà thực ra là cái bất động sản vẫn rất là ok, chứ không phải là không đúng, ok. Đúng, bây giờ. Bởi vì sao? Vì cạnh tranh nó thấp. Đúng rồi. Đúng rồi. Cũng là một thị trường ngách đến thời điểm hiện giờ đúng không ạ? Instagram cũng vậy. Có rất là nhiều kênh các bạn ạ. Chúng ta hãy tìm hiểu. Ở đâu có người dùng là ở đó sẽ có khách hàng, đúng không anh? Đó, thì có thể là ít hơn, nhưng tuy nhiên nó cũng là một cái thị trường nó ít cạnh tranh và chi phí nó không nhiều. Chứ tôi thấy đợt này là Facebook này hay là quảng cáo Google AdWords này, nó cạnh tranh rất là lớn đó, và đôi khi là còn bị click ảo rồi còn rất nhiều thứ nữa, đúng không ạ? Thực ra những vấn đề về click ảo á, là chúng ta có thể xử lý được. Bên tôi có một cái hệ thống là chống click ảo. À, hay quá. Là chúng ta sẽ nhận định là những hành vi nào mà vào trong khi mà các bạn chạy ad á nó bất thường. Ví dụ chẳng hạn như là họ vào website của bạn trong thời gian quá ngắn, chúng ta sẽ hệ thống nó sẽ bóc tách ra. Hay là những người đó họ vào nhiều lần trên cùng một phim chẳng hạn, cùng một IP hay là cùng một thiết bị chẳng hạn, tôi để bóc tách ra được. Tôi hỗ trợ cho các bạn về cái hệ thống này. Đã, đúng rồi thì nếu như mà trong trường hợp mà như vậy thì thật ra là tất cả các kênh digital vẫn đâu đấy vẫn làm được, nhưng chúng ta phải có cách đó, chúng ta phải lựa chọn những đơn vị agency hoặc những người mà thực sự là có nghề, đúng không ạ? Thì nếu như mà các chị mà có quan tâm thì hãy thử tìm hiểu Mailen và hãy có thể trao đổi trực tiếp hoặc là trao đổi với lại cả anh Khang và team của anh Khang, và biết đâu là cái hiệu quả nó sẽ cao hơn rất là nhiều so với lại cái cách của anh chị đang làm đó. Ok, mời anh bốc từ khác được không ạ? Từ khóa thị trường. À, ok anh, từ khóa thị trường. À, trước khi từ khóa thị trường ạ, thì quên mất một câu hỏi của ban biên tập hỏi rất là hay. Đó, xin hỏi anh là như này ạ. Trong cái lúc trước là có cái nhận định ấy, thì có nhận định rằng marketing số sẽ thay đổi toàn bộ tất cả những cái hệ thống marketing truyền thống. Vậy thì theo anh, nhận định ấy đúng hay sai? Tôi nghĩ là nhận định này không đúng trong thời điểm hiện tại này. Có thể là trong vòng vài năm tới nữa nó có thể thay đổi hoàn toàn. Nhưng hiện tại là marketing truyền thống nó vẫn có một cái tầm ảnh hưởng nào đó không thể bỏ qua được. Nếu là một người thông minh á, là chúng ta nên kết hợp cả hai. Đúng rồi. Giờ chúng ta sử dụng điểm lợi của cả hai. Và tùy vào chiến lược của chúng ta chọn tập trung vào cái phần nào lớn hơn và phần nào ít hơn để đem lại hiệu quả tốt nhất. Thật ra là chia sẻ với anh các chị là bất động sản vẫn là tài sản lớn. Nhưng mà kiểu gì vẫn phải gặp mặt, đúng không ạ? Kiểu gì cũng phải đến sờ tận tay này, đấy, nhìn đấy. Nhưng mà trước khi cái điều đấy thì họ không có thời gian, thì nhiều khi là họ có thể xem trước. Ví dụ bây giờ có rất là nhiều cái marketing ngoài quảng cáo ra, có cả VR, cái virtual, những cái thực tế ảo để anh có thể nhìn đấy, không cần phải đến đâu anh có thể nhìn thấy được toàn bộ. Hay có rất là nhiều những cái là quay 360 đúng không ạ, là trực tiếp là mình có thể xem ở nhà, sau đấy mình cảm thấy hài lòng thì mình mới đến. Hoặc là có thể có một chatbot để có thể đưa cho bạn toàn bộ cái nội dung cái bài toán của mình, để nếu như thực sự mình cảm thấy là cái này phù hợp với tài chính của mình, phù hợp với mục tiêu đầu tư của mình, phù hợp với mục tiêu mua nhà của mình, thì lúc đấy thì mình mới bắt đầu mình đến. Thì nó tốn, tức là nó sẽ tối ưu hơn rất nhiều cái quá trình mà bán hàng của bạn sale bất động sản. Chị Ngọc chia sẻ đó là có rất là nhiều cái phương pháp hiện tại giúp chúng ta thay thế được cái truyền thống như là 3D, VR 360 đúng không? Ngoài ra là bên Mailand chúng tôi ngoài cái đó ra tôi còn phát triển thêm một cái nữa là cái gọi là livestream. Livestream hiện tại đang rất là phổ biến ở những quốc gia khác như là Trung Quốc. Trung Quốc họ bán bất động sản, họ sẽ dùng livestream để họ đúng bán rồi, được. Đúng rồi, và mình, Việt Nam hiện tại là bán những cái gọi là mặt hàng về dân dụng, đúng về rồi. Thời trang livestream nó vẫn rất là tốt. Và trong tương lai á, là sẽ tới thời điểm mà bất động sản chúng ta có thể livestream để bán được. Đúng rồi. Thế thì nếu như ở bên anh mà có livestream bất động sản mà bán được thì có lẽ là sẽ là một trong những đơn vị tiên phong đấy nhỉ? Đúng không ạ? Tôi thấy ở Trung Quốc là họ làm là hẳn công nghệ livestream luôn. Chính xác. Đấy, kể cả Jack On, ông Jack Ma, ông ấy cũng lên, ông ấy bán hàng. Hay là một ông chủ tịch tỉnh cũng lên để bán nông sản trong tỉnh đấy, livestream. Đấy, thì có lẽ là mình cũng vẫn phải đi theo cái xu hướng của trên thế giới họ làm cái gì.
Đó, và tôi thấy là nếu mà như mà gọi là nhiều phương án marketing mới cho bất động sản thì có khi là livestream đấy, có khi để một cô hoa hậu lên livestream, có khi lại còn thu hút được rất là đông, mà có khi lại còn thương hiệu tốt đấy. Đấy thì các anh các chị có khi nghĩ đến vấn đề đấy, có khi lại liên hệ với Mayland. Hiện tại cái đó cũng là một xu hướng thực sự. Ai là người đi tiên phong thì sẽ là có nhiều lợi thế Đúng hơn. rồi, đúng rồi, ok, anh đấy thì có rất là nhiều cái hay đúng không ạ, có rất là nhiều hay về marketing, có rất nhiều thứ mới về marketing mà chúng ta cần phải biết đó. Từ về thị trường ạ, thì là ở góc độ chuyên gia về marketing, anh đánh giá như thế nào về những cái khó khăn của marketing bất động sản trong thời điểm này? Khó khăn về marketing bất động sản. Nói về khó khăn thì có rất là nhiều khó khăn, tại vì Covid nó dẫn tới là khó khăn trong toàn bộ thị trường. Liên quan tới bất động sản, Covid có ảnh hưởng hay không thì bản thân tôi thấy là nó có ảnh hưởng tích cực và cũng có ảnh hưởng tiêu cực, cái nào cũng có hai vấn đề hết. Nói về marketing số thì như hồi nãy chị Ngọc có chia sẻ là Facebook đang gọi là Bóc tương tác. bot tương tác, rồi chết tài khoản, chết DM, Đúng rồi. không thể nào mà chạy được, dù là có tiền cũng không Đúng chạy rồi, được. đúng đó rồi, là có tiện không chạy đó được. cũng là một cái vấn đề rất là lớn, ảnh hưởng. Nhưng cũng có nhiều dấu hiệu tích cực, tại vì bản thân á, khi mà Covid xảy ra xong, tất cả mọi người đều chuyển lên trên online để hoạt Đúng động, rồi. thì thông qua việc mà tiếp cận online á, chúng ta cũng gọi là dễ dàng bán bất động sản của chúng ta hơn nếu chúng ta Đúng có chiến lược tốt. rồi. Thực sự mà như vậy, là bên tôi có thực thi một vài campaign rồi chưa, nó gọi là tự động hóa trong cái việc á, là marketing, là thông qua các kênh như là email marketing này, Zalo marketing này, hay là một vài kênh khác mà chúng tôi tự động hóa các cái khâu, các cái bước, thông qua các phễu đưa khách hàng vào, và từng cái phễu một chúng tôi sẽ gọi là truyền tải một cái thông điệp một, như thế thông qua những cái như thế chúng tôi tối ưu được hơn về 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 mặt bán sản phẩm, bán hàng. Tức là bên anh là sẽ có những cái mà hỗ trợ được cho các bạn sale và các sàn để có thể tối ưu hóa được trong cái quá trình marketing các cái khâu đúng Chính không ạ? xác chứ, Và biến nó thành những cái quy trình, những cái gói luôn đúng không anh? biến nó thành những quy trình. Ok, đấy thế rất là hay. Cái thời gian nếu như mà trong trường hợp được cái đấy thì tốt quá, bởi vì cái đấy nó chính là educate thị trường rồi. Nó chính là tạo ra hẳn một cái đường để dẫn là à công marketing ông sẽ làm như thế nào là sẵn rồi. Thì với một ông marketing mà gọi là chỉ đang ở mức mà hiểu cơ bản là cũng có thể sử dụng được cái đấy đúng không anh? Đúng rồi chị. Đó thì ok, rất là hay. Đó. Thế thì theo anh thì cái thực ra anh nói với cái khó khăn đấy ấy, thì thực ra là tôi thì tôi lại lại nghĩ hơi khác một chút. Vì thực ra Covid là thời điểm hiện giờ lại khiến cho các chủ marketing, các ông chủ sàn, các ông marketing, các ông giám đốc rồi các ông sale là có khi lại phải đầu tư nhiều vào marketing hơn, có khi lại cơ hội cho bên anh ấy đúng không ạ? Nếu mà nói về mặt đó thì đúng là tích cực cho bên tôi thật, tại Đúng rồi. vì rất là nhiều môi giới họ phải chuyển lên trên sử Đúng dụng rồi. dịch vụ của chúng tôi, Đúng các sàn cũng vậy, rồi. rất là nhiều. Nhưng cái tiêu cảm cái mà khó khăn thì theo anh nghĩ là có cái gì Chị đang ạ? hỏi về khó khăn về đối Đúng tượng rồi. nào, đối tượng nào? Đối tượng là ví dụ bây giờ bên anh là đang là các chủ sàn với cả các bạn sale đúng không ạ? Có nhà đầu tư thôi, mình nói về các chủ sàn và các bạn sale đi. Thế thì theo anh là khó khăn gì ạ? Ví dụ khó khăn chuyển giao chẳng hạn, không biết dùng IT này, không biết dùng công nghệ để vào web khó khăn này, hay là ví dụ như là chưa hiểu lắm, hay là dữ liệu toàn bằng bên anh toàn bằng tiếng Anh hết, tôi thấy nhiều phần Thực mềm nó như ra thế. cái khó khăn đầu tiên của họ là cái việc họ nhận thức được cái việc đó là nên chuyển đổi số hay không. Họ cảm thấy là thường Chưa thường tin á, đúng không ạ? họ chưa tin, tại vì á, là họ làm truyền thống quen rồi, Đúng và trước rồi. đây họ làm truyền thống á, nó vẫn đem lại hiệu quả. Nếu mà cái Covid này không xảy ra, tôi nghĩ là có rất là nhiều doanh nghiệp Còn họ lâu mới thay vẫn đổi. còn lâu mới thay đổi được chưa. Bây giờ là giống như có một cái cú đạp và họ Đúng là rồi. phải thay đổi đi, phải thay đổi Đúng rồi, đi. đúng Nhưng mà rồi. khi họ họ bắt đầu họ đi thay đổi, họ vẫn có một trong trong tâm của họ, họ vẫn còn một chút lăn tăn là có nên Đúng thay đổi rồi. hay không, nó có hiệu quả hay không, kiểu như vậy. Đó là cái khó khăn, cái rào cản của người của các cái doanh nghiệp hay là các môi giới, mà không phải môi giới nào họ cũng gọi là có một cái tư tưởng gọi là hướng số một tí, Đúng rồi. Đầu chưa tư một chút, nói đúng rồi. chung đầu tư một chút. Bên anh bây giờ có đông người dùng không ạ? Khá là đông người dùng, À, thế ạ. mỗi một tháng doanh số mà liên quan tới mảng marketing mà đáp ứng cho các cái môi giới và khách sàn tầm phải tăng là tầm 200%, là đều đều tăng rất là lớn trong cái thời kỳ Tôi cũng Covid rất là này. quan tâm đấy, theo theo anh hoặc là anh có thể chia sẻ với lại cả người các bạn xem ở đây là cái điều mà gọi là bên anh có thể làm được tốt nhất cho những cái người dùng hiện giờ người ta đang làm, người ta đang cảm thấy đấy, cái điều mà tốt nhất đấy là điều gì? Cái khi mà chúng tôi phân tích về những bạn mà đang làm môi giới và các sàn á, là tôi thấy là họ có
một cái xu hướng như thế này. À, nhiều bạn đang làm môi giới được chưa? Khi mà họ nhận thấy là cái lê xe bất hiệu quả đi, xong rồi những cái phương pháp truyền thống họ bất hiệu quả đi, họ bắt đầu họ lên online và họ tiếp cận tới online và làm về digital. Nhưng mà nó có một cái vấn đề đối với họ này này, là bản thân họ là một môi giới, cái chuyên của họ phải là về bất động sản, nhưng mà họ lại muốn chuyên thêm một nửa nữa là một nửa về marketer. Mà chị Ngọc cũng biết là một người rất là khó giỏi được cả hai vấn đề, đúng không? Chính xác là như vậy. Thì chúng tôi mới bắt đầu là thấy được cái pain point đó, và chúng tôi tạo ra một cái hệ thống mà tôi có giới thiệu với bạn ở lúc đầu tiên, là cái hệ thống MyAd. Thì cái MyAd này nó sinh ra để làm cái gì, là nó là để giúp cho môi giới, là tôi có một cái thông điệp thế này, là môi giới các bạn hãy làm tốt nhất cái việc môi giới của các bạn, còn vấn đề marketer hãy để cho cái MyAd này nó thực thi cho các bạn. Đó, tức là cái MyAd nó sẽ giải quyết rất là nhiều vấn đề. Tôi ví dụ như các bạn nha, các bạn chạy về Facebook, chạy về Google, đúng không? Bình thường các bạn phải làm gì? Bạn có hai hướng để tiếp cận. Đầu tiên này, các bạn tự học, được chưa? Tự học xong rồi các bạn phải về bỏ thời gian, một nửa thời gian để các bạn chạy ad, rồi các bạn phải tối ưu ad, rồi rất là nhiều vấn đề về ad, được chưa? À, vừa mất thời gian vừa mất tiền, tại vì học cũng mất tiền mà, rồi các bạn phải tạo website này kia, rất là mệt. Hướng thứ hai, các bạn đi thuê agency. Thuê agency thì các bạn cũng gặp chi phí cao, rồi khó quản lý, không biết họ làm hiệu quả hay không. Và cái vấn đề gọi là khúc mắc nhất đối với các bạn khi đi thuê agency á, là các bạn không biết đâu là agency tốt nhất, rất là khó để biết, được chưa? Thì là hai cái vấn đề này trên MyAd để giải quyết được hết. Ví dụ như các bạn muốn tự chạy ad, đúng không, các bạn lên hệ thống MyAd các bạn vào á, thì cái cơ cấu chạy ad, cái luồng chạy ad ở trên cái MyAd nó rất là đơn giản. Facebook rất là khó nha, mọi người sẽ vào sẽ thấy là cái cách mà Facebook á, nó chạy quảng cáo á, nó phát triển theo kiểu chiều ngang và chiều dọc, để cho bạn rất là khó chạy một cái campaign nó hoàn chỉnh mà gọi là nó tối ưu nhất. Một marketer á, phải mất cả một năm trời để gọi là biết nhiều về Facebook. Nhưng mà cái hệ thống của chúng tôi á, là chúng tôi chia ra các bước rất là đơn giản, các bạn chỉ cần vào là bước 1, bước 2, bước 3, bước 4 á, là các bạn đã có một cái app tốt nhất rồi. Và chúng tôi không để cho các bạn phải đi lang mang, đi tìm hiểu gì hết. Chúng tôi cung cấp tất cả các dữ liệu sẵn cho các bạn luôn. Mình ví dụ thế này, các bạn muốn chạy ad về dự án Awa City đi, ví dụ như thế. Thì chúng tôi đã chuẩn bị tất cả các cái mẫu quảng cáo mà hay nhất, tốt nhất mà những cái marketer khác đã chạy cho dự án Awa City rồi. Các bạn chỉ cần lên chọn đây cái mẫu này là mẫu phù hợp với tôi, kích một cái là các bạn có một mẫu quảng cáo rồi. Hoặc là các bạn chạy Google Ads đi, bình thường các bạn phải tự nghiên cứu từ khóa, đúng không? Chúng tôi đã có chuẩn bị sẵn tất cả từ khóa cho các bạn đối với dự án đó. Và các marketer đã có một cái đội ngũ là chuyên research cái từ khóa nào mà tốt nhất, và thậm chí là đã chạy thử đối với các dự án khác rồi, nó đem lại chuyển đổi cao. Chúng tôi lưu vào trong database. Và các cái môi giới sau chỉ lên chọn lại cái keyword đó thôi. Là tôi chuẩn bị tất cả các dữ liệu cho các bạn rồi. Các bạn lên hệ thống thôi. Và trong hệ thống chúng tôi sẽ tích hợp thêm nhiều cái như là email marketing hay là Zalo marketing ở trong sau này. Đồng thời chúng tôi còn có thêm những cái tiện ích rất là tốt cho các bạn luôn, đó là cung cấp cho các bạn một cái giải pháp là tạo landing page cho bất động sản. Thì cái đó rất là hay. Tôi biết là hiện tại trên thị trường có rất là nhiều cái nền tảng giúp cho việc tạo landing page, nhưng mà thực sự mà nói landing page như thế nào để tốt nhất cho bất động sản thì không bên nào giải quyết được. Thực sự mà trước đây là tôi có dùng một vài landing page của một vài đơn vị khác, nhưng mà họ phù hợp với lại các cái kiểu như là e-commerce hay là các cái lĩnh vực khác, chứ nó không phù hợp với bất động sản. Bất động sản là một lĩnh vực rất là chuyên biệt, cho người phải hiểu về bất động sản mới làm được, mới đưa thông tin lên đúng được, biết là khách hàng họ muốn cái gì, cái nào là trọng tâm, chứ không phải là cứ tạo landing page một cách đơn giản là ra có thể xin phép anh là có thể tóm gọn lại là như này. Bên anh có một gần như là một cái công cụ, cái bộ giải pháp, đúng rồi, một bộ giải pháp, sau đấy là gọi là cá nhân hóa từng người dùng. Mỗi một người dùng mà đưa ra một bài toán này thì nó sẽ tự giải, đúng không ạ? Giống như một cái trợ lý ảo, đúng không ạ? Để có thể thay như một cái cô marketing, một anh marketing, đúng không ạ? Thế thì tôi lại vừa mới ra một cái câu hỏi như này về thị trường. Thế thì nếu mà như vậy thì thị trường mà nhân sự marketing ấy, thế thì đấy là một cái nguồn rủi ro cho thị trường nhân sự marketing, đúng không ạ? Bởi vì bên anh là chuyển thành số hết rồi. Đó, thì cũng không cần phải một cái anh marketing, không cần phải chi phí một cô marketing, không cần phải một agency nữa, đúng không ạ? Có đúng như thế không anh? Thực ra mà nếu mà được thì mỗi một cái đơn vị đó, họ sẽ tìm ra một cái bạn gọi là marketer thì phụ trách thôi. Phụ trách thôi. Tôi cũng muốn là đào tạo nhân sự cho tất cả các cái sàn, nhưng mà thực ra cái bài toán nó khó hơn. Tôi giải một bài toán dễ hơn, tôi tạo ra một cái hệ thống mà nó có cái chức năng của các cái marketer chuyên nghiệp đó. Định hướng ấy, định hướng này khá là hay đấy ạ. Bởi vì thực ra tôi cũng nghĩ là thực ra là nhiều khi ấy, đúng là về bản thân mình thôi, đối chiếu từ bản thân mình thôi, cũng phải cố gắng đi học thử xem người ta làm cái gì.
vất vả lắm, bởi vì thực ra tôi có kinh nghiệm làm website với lại là cũng làm phễu, cũng thuê rất nhiều tiền để làm website cho Sen Vàng, rồi cũng thuê rất nhiều tiền để đảm bảo lúc thì bảo là ra số hay không, lúc thì bảo là ra rất nhiều số để gọi thì không được đấy. Hôm nào cũng không triển khai được. Bây giờ thì chúng tôi chuyển rồi, bây giờ chúng tôi là chỉ làm cái chủ đầu tư thôi. Thế nhưng mà tuy nhiên là có rất nhiều cái kinh nghiệm đau thương là như vậy. Thì sau đấy thì mình chợt nhận ra là như này, tóm lại là gì, đầu tư thì mình chọn một cái đơn vị không có tiết kiệm quá nhiều, mình phải chọn một đơn vị chuẩn chỉnh, mình chỉ cần học cái nền thôi đó. Các anh chị chúng ta chỉ cần học cái nền thôi, sau đấy cái nền đấy để đủ áp dụng để hiểu được họ đang làm cái gì đó. Sau đấy là gì, là xây dựng được đội mà làm sao mà bán tốt nhất, bởi vì cuối cùng thì vẫn phải là người dùng để bán được tốt nhất, cuối cùng vẫn phải là gì, là cái anh mà anh đi xây dựng chatbot, anh xây dựng ông trợ lý ảo thì cũng phải dựa vào được những cái thói quen của người dùng, phải dựa vào những cái insight của người dùng. Và những cái đấy thì chỉ có những cái ông bất động sản ông mới hiểu được thôi. Ông bất động sản bây giờ ông ấy hiểu được các vấn đề là một ông người mua ông ấy cần cái gì, một ông người mua về đầu tư thì ông cần cái gì, sau đấy thì ông mới đưa ra những cái yêu cầu. Và như là đội bên các anh như là đội thi công và xây dựng, đúng không ạ, xây dựng và thiết kế dựa theo đúng cái form của cái người mà đang cần như vậy, thì kiểu gì thì cũng vẫn phải cần con người, nhưng tuy nhiên nó tinh giản hơn rất nhiều. Và tôi nghĩ chắc là chi phí nó cũng sẽ phải rẻ hơn, đúng không ạ? Rất là nhiều, đúng không ạ? Thay vì là bây giờ đi quảng cáo miên man thì chúng ta đi vào tập trung, thậm chí là dữ liệu lớn của bên anh thì lại có thể là tập trung kết nối cho bên nọ với bên kia thì lại còn có lợi hơn. Thế bây giờ đặt ra một vấn đề như này anh ạ, bởi vì nó là thực tế nhá, để cho các bạn quan tâm đến marketing bất động sản các bạn ý hiểu này, thì đây là vấn đề thực tế anh Khang ạ, là nhiều bạn, các bạn không muốn dùng đồ sẵn, bởi vì trong đấy có rất nhiều dữ liệu và một dữ liệu bán được cho rất nhiều người thì nó cạnh tranh anh ạ. Còn nếu như mà bây giờ họ làm một mình họ thì dữ liệu của họ thôi, một mình họ khai thác thôi. Thế thì anh có cái lời khuyên nào đối với lại cả những cái suy nghĩ như vậy không? Đó. Ví dụ bây giờ là tôi có một bài trang nhé, là đăng tin lên này, đăng tin lên là sẽ ra được cả số điện thoại của những người quan tâm luôn ấy. Đấy. Hoặc là ví dụ những cái trang web này mà giống nhau, ví dụ bây giờ dự vào Aqua City là Aqua City là giống như nhau hết. Thế thì nó không có cái sự khác biệt. Đó, và đã không có sự khác biệt thì về mặt cơ bản là khách hàng may mắn hoặc là như thế nào đấy thôi. Thì theo anh có lời khuyên gì cho các bạn đang lăn tăn về vấn đề đó? Thực ra thì bất kỳ một bạn nào mà đang làm bất động sản đều lăn tăn ở việc đó là không muốn chia sẻ dữ liệu của đúng mình. Đúng rồi. Mình gặp rất là nhiều môi giới và hầu hết đều có một cái suy nghĩ như vậy. Đúng. Suy nghĩ như vậy không sai, tại vì cái dữ liệu của mình là dữ liệu mà chúng ta bỏ rất là nhiều công sức ra, chúng đúng. Ta mới tích góp được, chưa? Chúng ta còn khai thác chưa được thì để đem việc đó mà sai dữ liệu ra ngoài thì nó sẽ không tốt. Đúng. Và bản thân á, là cái hệ thống của chúng tôi á, là cũng nhận thấy được chuyện như thế. Và chúng tôi cũng biết một điều là chúng tôi không thể nào dùng dữ liệu của người này để chia sẻ cho người khác được, như thế nó không có đúng. Và hiện tại chúng tôi đang muốn lên một cái cơ chế, là một cái công nghệ á, để làm sao cho mẫu cái môi giới họ bảo vệ được cái dữ liệu của mình. Nên là tới cả hệ thống bên tôi cũng không đọc được. Chúng tôi sẽ mã hóa trước, đẩy lên trên hệ thống và hệ thống nó sẽ không biết được thực sự nó là cái gì hết khi đẩy ra ngoài. Thì có thể đó là một giải pháp cho các bạn. Hay là có thể một cái đơn vị thứ ba giám sát trong cái quá trình đấy chẳng hạn. Tại vì tôi thấy trên thế giới ấy, là có rất nhiều như vậy. Về cơ bản là tất cả các ông chủ đầu tư đều phải tối ưu hóa, đều phải chuyển đổi số, dữ liệu khách hàng được rồi phải có. Vì có dữ liệu khách hàng thì con người ngày hôm nay có thể nhầm lẫn, nhưng máy thì ít nhầm lắm. Thế nhưng mà tuy nhiên là ở nước ngoài ấy, thì họ hay có là tất cả những cái đơn vị là cung cấp dịch vụ, nhưng họ sẽ có thêm một cái đơn vị nữa là đơn vị giám sát. Ví dụ như chúng ta đi thi công một công trình là kiểu gì cũng phải có giám sát thi công đấy, thì anh có thể thì có khi lại đưa ra một cái tiêu chuẩn như vậy thì nó sẽ dễ hơn và nó sẽ dễ được cho người dùng tin tưởng hơn ở trong cái quá trình mà sử dụng dịch vụ. Bởi vì thông tin trong bất động sản là tiền là máu anh Khang ạ, nên ra là nhiều khi là chúng ta có thể giải thích được lý do tại sao các bạn ấy lại lăn tăn đến như thế. Ok anh, chúng ta đi theo một cái từ khóa khác đi anh ạ, chúng ta đã xong cái phần về thị trường rồi. So sánh. À đây, so sánh, tôi đang đọc đến phần này đây. À, là một người trải nghiệm digital marketing ở rất là nhiều sản phẩm, rất là ngành nghề khác nhau. Thế thì theo anh thì digital marketing cho bất động sản có gì khác, nó có thể giống so với những cái sản phẩm khác? Cái khác đầu tiên là sự cạnh tranh nhiều hơn và sự cần gọi là hiểu biết về một cái lĩnh vực mà chúng ta quan tâm nhiều hơn, như bất động sản nhiều hơn. Khi mà các bạn chạy đi digital cho các lĩnh vực khác, mình ví dụ chẳng hạn như là thời trang thì chúng ta có thể mất một vài ngày, thậm chí ok một tuần đi, thì chúng ta tìm hiểu về insight của người dùng, chúng ta có thể làm được chuyện đó. Nhưng mà bất động sản thì nó không dễ như vậy, là mỗi một đối tượng, mỗi một phân khúc, mỗi một tệp chúng ta phải cực kỳ gọi là
am hiểu bất động sản một tí. Khi mà các bạn mà marketer bên mình á, mà chạy á, bắt buộc phải nói chuyện với phòng kinh doanh. Giờ tại vì kinh doanh sale á, là người tiếp xúc với lại khách hàng xúc nhiều nhất, tiếp xúc với chủ đầu tư, tất cả những người mà trong cái bất động sản nhiều nhất. Từ đó mới hiểu được, và phải cho các bạn nó chạy một thời gian rất là lâu để các bạn hiểu thực sự. Cái đó là một cái khác biệt so với lại các cái ngành khác. Nên là vẫn phải chạy thử xem test thị trường ra sao. Hầu hết các bạn mà đi vào trong Mailand làm về mảng digital á, là phải có một thời gian để gọi là thực sự mà bước được vào mảng bất động sản. Thậm chí là họ đã từng làm bất động sản ở bên ngoài rồi chứ không phải là không. Chứ mà để hiểu được thực sự không dễ một chút nào. Thường thường mình thấy á, là các bạn về kinh doanh á, họ hiểu insight nhiều hơn so với các bạn marketer trong thời gian đầu. Nên phải có sự phối hợp của hai bên. Thì nó lại sẽ khác nhau đúng không ạ? Thế còn giống nhau không ạ? Giống nhau chi nhiều tiền đúng không ạ? Tiền. Tôi thấy thật ra bất động sản không chi nhiều tiền bằng ngành nghề khác. Ví dụ như thẩm mỹ là tôi thấy nhiều tiền lắm. Nếu như mà tính ra để quảng cáo và chạy marketing thì bất động sản nó sẽ nhiều tiền vào các ngành nghề tiêu dùng được nhỉ? Đúng không ạ? Tôi thấy chạy lên truyền hình mấy trăm triệu một cái như của bất động sản thì cũng ít. Thực ra là vì áp lực của những ngành đó trong thời gian trước nó nhiều hơn. Và họ cũng là người mà họ thấy được cái tiềm năng nhiều hơn, họ đầu tư nhiều hơn. Thường thường bất động sản nó vẫn gọi là một cái gì đó nó thiên, bất động sản là nó là đất mà thường thường nó vẫn một cái gì nó hơi truyền thống một tí nữa chứ. Và các cái người mà họ cầm nhiều bất động sản á, họ vẫn có một cái độ tuổi nhất định nào đó. Nó khác với các ngành khác. Ví dụ như là các ngành khác cái giới chủ á, nó có thể cái độ tuổi trung bình nó thấp hơn. Họ thiên về công nghệ, họ dễ tiếp nhận công nghệ hơn. Khách hàng mass hơn đúng không ạ? Nhiều khách hàng hơn nên là nhiều gọi là quảng cáo thì nó dễ hơn. Bất động sản đặc thù, ví dụ bây giờ mà online mà đi về tỉnh thì online thì tôi thấy ít lắm, không nhiều lắm. Với lại target trong bất động sản nó khó hơn. Ví dụ như thế này đi, trong mảng ví dụ như làm đẹp thẩm mỹ viện đúng không? Chúng ta có thể dễ dàng mô tả chân dung của khách hàng chúng ta ra trông có vẻ như thế nào, là một quý bà như thế nào, sử dụng các dịch vụ gì như thế nào đó. Nhưng mà để tìm được một người trong bất động sản để mua một cái căn hộ nào đó để cho thỏa mãn điều kiện khó hơn rất là nhiều. Đúng rồi, mỗi người một kiểu đúng không ạ? Mỗi người một kiểu, mục đích khác nhau. Một ông nông dân nào đâu đó vẫn có rất là nhiều tiền là sao để tìm được, rất là khó. Và cái đấy là cái khó của digital đấy, cái khó của digital, bởi vì thực ra digital nó phải có sẵn các bài toán và xong là khi mà định lượng được rồi là bắt đầu xây dựng lên đúng không ạ? Nhưng mà thực ra bất động sản rất khó, không rất khó, rất nhiều kiểu, lại còn mỗi vùng miền lại có một kiểu khác nhau. Đó. Nên ra là thành ra là đội marketing công nhận đến thời điểm bây giờ mà trải qua suốt từ lúc đầu chúng ta nói chuyện với nhau vẫn quay lại là marketing cho bất động sản là khó. Đấy chính vì thế là sao marketing bất động sản lại nhiều tiền anh? Nhưng mà khó cũng là thời cơ. Vâng, đúng rồi, đúng rồi. Cái gì cứ khó là có cơ hội. Đúng. Anh có thể bốc thêm một câu nữa không ạ? Lời khuyên. Lời khuyên ạ. Thế thì lời khuyên ở đây là ban biên tập đưa ra hai phần. Đấy. Với những bạn bước chân vào nghề marketing, và các bạn gọi là newbie, thì một bạn marketer mới, thì theo anh cần phải bước tiến như thế nào? Anh chắc chắn là phải bước vào một công ty nào đó làm về bất động sản hoặc là làm về INC. Đó là hai môi trường nếu mà các bạn muốn làm marketing trong bất động sản, hai môi trường thích hợp nhất. Làm INC nó sẽ có cho các bạn đó là cái sự gọi là cọ sát nhiều hơn với nhiều lĩnh vực hơn, đa dạng hơn. Còn làm trong thực gọi là làm việc trong thực tập chẳng hạn, trong một công ty bất động sản thì các bạn dễ gọi là hiểu về bất động sản nhiều hơn, nhìn vào các bạn học hỏi từ các bạn kinh doanh chẳng hạn, hay là các anh chị trong bất động sản các bạn dễ tiếp nhận kiến thức hơn. Chứ không thể nào mà học trên sách vở được. Đây là cái lời chia sẻ rất là thật. Và tôi thì tôi nghĩ là như này, trong bất động sản ấy thì thật ra các bạn marketing thì hay bây giờ hay có kiểu như này này. Bởi vì là chúng ta có rất là nhiều tài liệu á. Nên ra là bạn cứ lấy được một tài liệu sẵn có là bạn cứ làm ốp theo y xì đúc như vậy. Đấy là những cái bạn marketing hiện giờ đang làm. Đây là nói về kế hoạch nhá. Sau đấy là chạy thì là cứ gọi là cứ cắm đầu cắm cổ chạy thôi mà không hề quay lại để ngó xem là cái chạy của mình nó có phù hợp hay không. Đó, tại sao nó không phù hợp, tại sao không ra số, tại sao không cắn. Đấy, thế thì là tôi thì tôi thấy là như này, thường thường là khi mà tôi tiếp xúc với các bạn làm về marketing ấy, là các bạn ấy hay là hơi bị chuyển từ lý thuyết. Và có một cái là nếu bạn mới làm bất động sản nhưng mà bạn lại từ một ngành nghề khác thì bạn hay lấy cái lý thuyết của cái ngành nghề đấy để bạn áp sang một bất động sản, nhưng thực ra không phải, rất là khó để làm được điều đấy. Vì vậy nếu như bạn nào mà đang làm ấy thì theo tôi là cái công tác để mà bạn nghiên cứu về đối tượng khách hàng, có rất nhiều dữ liệu, thậm chí là trên kênh Đầu Tư Sen Vàng thì
có rất nhiều thứ liên quan đến việc là phân tích đối tượng khách hàng trong lĩnh vực bất động sản, thì các bạn có thể xem qua, bởi vì có rất nhiều những cái điều phân tích cụ thể, có rất nhiều. Khi mà chúng ta phải biết rõ khách hàng, nắm rõ được hành trình mua hàng của khách hàng, chúng ta nắm rõ được những cái insight của khách hàng theo từng cái nhu cầu và từng cái lứa tuổi, thì lúc đấy chúng ta mới có thể ra được một cái phần gọi là chiến dịch nó hiệu quả. Còn nếu như mà thực sự mà chiến dịch nó không hiệu quả thì không phải là do ít số, không phải do ít tiền, nó là chỉ đơn giản là vì là bạn có thể đâu đấy trong cái bước đầu tiên của cái bước start đấy, bạn nghiên cứu, bạn phân tích, bạn đã sai rồi. Vì vậy chiến lược của bạn cũng sai. Thì cái đấy là một cái mà tôi rất là mong muốn khuyên các bạn mới học về bất động sản, thì đầu tiên là bạn hãy học trước về các cái lý thuyết và liên quan đến đối tượng khách hàng trước. Đấy, những cái đặc thù của bất động sản trước. Rồi hãng đi đâu làm gì thì làm, ad ủng, rồi các cái chương trình, rồi chạy các cái kênh là chúng ta có thể làm sao, bởi vì nó có sẵn rồi, rất là nhiều, có rất nhiều những cái mẫu sẵn rồi. Đó, rất nhiều những cái người mà chuyên, anh có thể trao đổi một chút, anh trao đổi một chút là chúng ta nắm được. Hoặc là tận đây bây giờ có rất là nhiều cộng đồng SEO này, cộng đồng marketing này, có những cái vấn đề liên quan đến marketing là cùng chia sẻ với nhau, rồi có rất nhiều thì bạn phải lên để bạn hỏi một câu. Nhưng quan trọng là gì, cái basic của bạn về ngành là bạn phải có. Đấy, hoặc là các bạn có thể liên hệ với chị Ngọc để tôi sẽ chia sẻ cho chị Ngọc một cái gọi là cái bộ gọi là đào tạo về marketing và bất động sản này chưa? Xong rồi ví dụ có bạn nào mà đang xem chương trình đó là newbie mà muốn gọi là học qua những cái kiến thức có thể là mang một chút lý thuyết đó bằng đầu tiên, các bạn chúng tôi sẽ up lên trên Drive và các bạn có thể vào phần giới thiệu của cái video này, các bạn có thể download trực tiếp, có rất là nhiều đấy. Ok, cảm ơn anh. Có một cái nữa đó là với những bạn mà đang làm marketing đấy, nhưng thực ra đang gặp rất là nhiều khó khăn, rồi vừa phải làm sale, vừa phải làm marketing, hoặc là ví dụ như marketing nó chưa ra được hiệu quả, thì anh có cái lời khuyên gì cho các bạn không? Tôi thấy cái vấn đề này tôi chia sẻ đó là rất là nhiều bạn bị hoang mang khi các bạn làm sale không được, bán hàng không được, các bạn sẽ chuyển sang là đầu tư vào marketing, đầu tư con người chúng ta vào marketing vì việc học hỏi hay là vì việc triển khai, nhưng mà nó sẽ bị gọi là giữa hai cái hoặc không cái nào tốt hết. Hoặc tôi nghĩ là hoặc các bạn là một người môi giới tốt nhất, nếu bạn chưa tốt các bạn hãy đầu tư thời gian để làm sao á là học cách là hiểu khách hàng, tư vấn khách hàng, chăm sóc khách hàng, được chưa? Hoặc các bạn chọn luôn, các bạn là một marketer tốt nhất, các bạn lấy cái nền tảng hiểu về bất động sản là môi giới á, làm nền tảng để các bạn chạy marketing, được chưa? Bạn chọn một trong hai, tập trung vào nó, làm tốt nhất nó. Còn nếu á các bạn chỉ là một nửa thì các bạn phải tìm một cái nửa đối tác còn lại các bạn phù hợp. Ví dụ như các bạn đang là công ty về có rất là nhiều bạn về kinh doanh đúng không, các bạn tìm một đối tác là agency về marketing chẳng hạn, hoặc là có thể phối hợp với lại Mailand, sử dụng một công cụ của Mailand chẳng hạn, nó cũng là một cái option cho các bạn. Nhưng mà tôi khuyên á là các bạn nên tập trung vào một cái thôi, vì bản thân tôi cũng rất là nhiều lần gọi là ngày xưa khi mà tôi làm việc á là tôi rất là gọi là ham công tiếc việc, cái nào tôi cũng muốn làm hết, và cuối cùng tôi nhận ra một điều là cái nào tôi cũng làm nhưng mà tôi sẽ làm không tốt, không tới tầm của cái một cái mà tôi nghĩ có thể không sao. Thế thì cái này thì nó có lẽ là cái này nó chỉ là một lời khuyên, nhưng mà bản thân là các bạn phải tự nhận định, đúng không ạ? Mình làm sale giỏi hơn hay là mình có tư duy về marketing tốt hơn? Chính đấy thì là các bạn nó mới biết được. Đúng rồi. Và sau đấy thì là tập trung đào sâu một thứ thôi. Giỏi được hai cái thì càng tốt. Đấy, ví dụ như chắc chắn là anh Khang là cũng sẽ giỏi được hai cái rồi. Nếu khi mà mình làm lên một mức nào đấy thì mình cũng sẽ là phải bán được sản phẩm, thì đã là sale tốt rồi, đúng không ạ? Đó thì khi mà chúng ta giỏi trước một cái đã, sau đấy chúng ta sẽ làm một cái sau, thì không thể cùng một lúc chúng ta làm hai thứ mà có thể ngay lập tức giỏi cả hai thứ này. Ngay lập tức giỏi hai thứ rất khó. Thì đấy là cái lời khuyên cho các bạn, tức là bây giờ chúng ta phải quy hoạch lại thôi. Đó, nếu như mà chưa biết được thì thôi chúng ta thử, nhưng chúng ta thử một thứ thôi. Đó, một là chúng ta thử là marketing thôi, hai là chúng ta thử làm sale tốt thôi. Còn nếu như mà bạn đã quy hoạch được, bạn biết là ok là mình nói tốt này, mình thẩm khách hàng nhanh này, mình thích giao tiếp này, mình thích có nhiều tiền. Đấy, sale bất động sản có nhiều tiền lắm, đúng không ạ? Làm thành công có rất nhiều tiền. Thì chúng ta làm sale và chúng ta phải tìm một cái partner, hoặc là ví dụ sang Mailand để tối ưu hóa toàn bộ một cái cô trợ lý, một cái anh trợ lý về marketing, đúng không ạ? Thế còn nếu như trong trường hợp mà mình cảm thấy là mình rất ngại tiếp xúc khách hàng, đó, rất ngại đúng không ạ? Số rất đau đầu, đúng không ạ? Tôi có một mức lương ổn định và mức lương đấy là nếu mà có được tốt là tôi sẽ có phần trăm ở trong đấy, nhỏ thôi nhưng mà nó là một cái mà nó gọi là nó an toàn hơn đó. Nhưng mà mình lại còn có thể có tập trung thời gian mình chuyên sâu vào cái lĩnh vực marketing, thì chúng ta làm marketing
Đó, quy hoạch là một cái điều rất là quan trọng đối với các bạn trẻ, bởi vì với các bạn thì thật ra là chúng ta đều chưa giỏi bất kỳ một mảng nào. Cái chúng ta giỏi nhất đấy là chúng ta có nhiều thời gian thôi, đúng không ạ? Và có sức khỏe thôi. Vì vậy mà các bạn hãy lắng nghe lời khuyên của anh Khang là phải quy hoạch lại, và sau đấy thì đừng có chạy song song, chạy làm cả hai tay. Bản thân chúng ta là bộ não là cùng lúc chỉ có thể làm một việc thôi. Đấy, thì hãy cố gắng là chúng ta làm theo lời khuyên của anh Khang. Đó, còn một câu hỏi nữa anh Khang ạ, liên quan đến từ anh không cần phải bóc đâu, bởi đây là còn một câu hỏi tôi đang thấy đây là đo lường. Thật ra là cái câu hỏi này nãy ra phải hỏi ngay từ đầu. Bởi vì sao? Trường hợp là chạy Facebook mà không ra được cái số nào là trường hợp vô cùng đau đầu của các bạn sale và các phòng kinh doanh. Đó, chạy ra được số mà các bạn không chốt được, thế xong rồi bên phòng kinh doanh thì đây là do là số dở, số không chuẩn. Bên phòng marketing, đây do ông tư vấn nó không chuẩn. Đấy, thế thì là gì? Theo anh là cái tỷ lệ đo lường như thế nào để cho nó phù hợp? Thực ra mà cái vấn đề mà chị Ngọc vừa đưa ra nó là vấn đề nhức nhối giữa phòng kinh doanh và phòng marketing. Tại bản thân Mailand nó cũng xảy ra chứ không phải là không. Nên là việc á, mà chạy ra được số rồi, xong rồi á, là marketing bên kinh doanh họ tư vấn họ không ra được đơn. Thì nó cứ đẩy qua đẩy lại như vậy. Nhưng mà chúng ta phải gọi là hai phòng có sự phối hợp chặt chẽ hơn. Thì đưa ra một cái con số gọi là cố định cho hai phòng. Ví dụ như hạn như á, là cái KPI của bên phòng marketing là gì, cái KPI của bên phòng kinh doanh là gì, và chúng ta phải phối hợp với nhau. Đó, về còn về bản thân á, cái thông số để đo lường á, thì thường thường á là trong digital chúng ta hay dùng là CPL, cost per click, chi phí để cho ra được một cái khách hàng tiềm năng. Và đại đa số trong bất động sản chúng ta hay dùng cái số liệu này để gọi là xem thử cái campaign marketing nó có hiệu quả hay không. Thì liên quan đến cái việc đo lường thì tôi cũng xin hỏi một chút, là vì tôi thấy là thường thường bây giờ đang chạy là đang cạnh tranh rất nhiều về giá. Đã thành ra nhiều người đang nản quá không muốn chạy, đúng không ạ? Tại vì ví dụ như Google Ads chẳng hạn là biết thôi, biết giá thôi. Thế có những cái thời điểm mà tôi thấy có những cái từ khóa mà lên đến cả 150.000 một từ khóa, mà click vào thì lại đối thủ cạnh tranh lại click vào, lúc ấy còn ví dụ chưa biết đến việc là ngăn những cái click ảo đấy. Thế thì là theo anh là nếu bây giờ mà cứ mà chạy theo những cái việc để mà beat giá như vậy, hoặc cạnh tranh về tiền để chạy quảng cáo như vậy, thế thì là đâu là cái phương án để mà nó phù hợp nhất, giá làm sao cho nó phù hợp nhất đối với rất là nhiều người, chứ không chỉ riêng là bây giờ ví dụ công ty lớn thì họ đổ 500 quân và mỗi quân họ đầu tư cho một chút là thôi là tất cả công ty khác là không có cơ hội. Thì bây giờ theo anh là cái giá trị cũng như là cái giá của một cái vầy chạy các cái chiến dịch marketing ấy, thì nó chiếm bao nhiêu phần trăm trong cái tỷ lệ thành công của một sản phẩm dự án? Đầu tiên á, là mọi người hay quan tâm tới giá rất là nhiều. Thì tôi nghĩ á, là trước tiên mọi người phải chọn chiến lược trước. Nếu á, là mình á, là mình không về mặt cái ngân sách đầu tiên của mình nó dư giả một tí được chưa, mình nhìn về bài toán trong lâu dài thì chúng ta có thể là đầu tư vào cái kênh Facebook hoặc là kênh Google Ads. Còn nếu mà khoản đầu tiên của chúng ta không có nhiều tiền, chúng ta nên chọn những kênh á, mà nó giảm khoản tiền nó xuống hơn. Ví dụ như là SEO chẳng hạn, đúng hay rồi, là một vài kênh như là Zalo marketing chẳng hạn, nó rẻ hơn, có thể nhắn tin marketing trên Zalo cũng được, có rất là nhiều các phương pháp mà nó tiết kiệm tiền hơn. Đăng tin miễn phí cũng là một cái dạng, vì hiện tại trên Mailand chúng tôi cũng là đăng tin miễn phí. Các bạn hoặc có rất là nhiều trường hợp nha, là bán căn hộ mà đăng tin miễn phí thôi, trong vòng 5 hay 7 ngày là đã có thể bán được rồi. Chúng tôi là trường hợp người thật luôn, là chúng ta không cần cứ phải là dùng tiền để chúng ta mới có thể bán bất động sản được. Còn nếu mà các bạn đã dùng tiền mà chạy vào marketing và bất động sản thì các bạn phải có một cái tư duy chiến lược nhiều hơn. Các bạn không thể nào là theo kiểu là tôi nghĩ ok tôi bỏ vào campaign này là 10 triệu hay là 30 triệu gì đó, tôi chạy không ra thì tôi kết luận là cái này nó không hiệu quả được. Có rất là nhiều yếu tố nó ảnh hưởng tới việc không hiệu quả. Có thể bản thân này ok có một thời điểm mà nói chúng ta tối ưu không đúng, target không đúng được chưa, hoặc là có một thời điểm mà nó thực sự khách hàng họ như vậy. Hoặc là bây giờ mọi người hình dung này, khi mà chúng ta chạy marketing, chúng ta chạy ra số xong rồi kinh doanh lại dùng số đó gọi cho lại khách hàng, nhưng không hiệu quả, đúng không ạ? Không hiệu quả thì khách hàng ngay lập tức, các bạn thừa biết bây giờ là cái tâm lý của chúng ta khi mà nghe số điện thoại á, cho dù chúng ta có nhu cầu chúng ta cũng rất là ức chế được chưa. Bây giờ tôi đang có công việc, chúng ta đang có một cái thoát sau này, tự nhiên có một người gọi tới là bạn mà chúng ta có nhu cầu chúng ta cũng không thể nào mua được, đúng. Mà rất là khó để một bạn nhân viên kinh doanh biết đâu là thời điểm cần thiết để gọi đúng, hay chưa? Buổi tối thì dành cho gia đình, ban ngày dành cho công việc rất là khó. Đó, nên chúng ta có chiến lược lâu dài hơn. Vậy thì
nếu để nó tổng quan nhé, để anh cho một cái con số thôi để cho quý vị khán giả thì có thể gọi là khi mà bắt đầu đầu tư ra thì cảm thấy là ok, tôi đầu tư này là phù hợp rồi. Thế thì theo anh, thường thường một cái chiến dịch marketing thì nó sẽ chiếm bao nhiêu phần trăm của doanh thu? Nếu mà để cho hợp lý nhất, chúng ta sẽ không nên tính ở doanh thu mà chúng ta tính ở lợi nhuận. Nếu mà một đơn vị mà chúng ta chi hợp lý, chúng ta có thể bỏ tầm khoảng dưới 30% trên cái lợi nhuận của chúng ta ra thì chúng ta ok. Chúng ta cứ ra lợi nhuận chúng ta sẽ đầu tư, cứ ra lợi nhuận chúng ta đầu tư nó sẽ hợp lý. Tại vì doanh thu á, nó tùy vào phân khúc, tùy vào dự án mà chúng ta lợi ít hay lợi nhiều. Thường thường thì một công ty bất động sản theo tôi là lợi nhuận thì nó chiếm quãng độ khoảng tầm 30%. Đấy. Tức là nó sẽ tính ra quãng độ khoảng tầm 0.9 đúng không anh? Tầm 0.9. Có nghĩa nếu như trong trường hợp bạn doanh thu 1 tỷ thì bạn phải bỏ ra quãng độ khoảng tầm 100 triệu, 90 triệu gì đấy để bạn có thể chạy. Nhưng tôi thấy nhiều, có khi nhiều đơn vị chạy nhiều hơn đấy. Nhiều hơn là bình thường. Đấy, nhiều hơn bình thường đấy. Có thể là đâu đấy là do cái, ngay như anh Khang nói là chiến lược của chúng ta đã không chuẩn. Đó, thứ hai nữa có thể là do là thời điểm nó cạnh tranh quá nhiều. Đấy. Bạn hãy nghĩ nhiều kênh đi cho nó dễ đúng không ạ? Hoặc nếu như mà trong trường hợp như thế thì hãy nghĩ là 90 triệu đấy bạn không chỉ dùng một lần. Bạn đã dùng nhiều lần được. Ví dụ như là dành cho tất cả những cái đối tượng khách hàng nào đấy đăng trong cùng một cái tệp đấy, xong mình có thể tái sử dụng cái tệp đấy thì nó sẽ thoải mái hơn rất nhiều, nó sẽ ok hơn rất nhiều. So với việc là bây giờ rất là nhiều người hỏi tôi là bây giờ làm nào, kênh nào, marketing nào để có thể ra số luôn được, ra được doanh thu luôn, bảo rất khó. Bởi vì thực ra cái điều đấy là cái điều mà mình rất là khó để mình có định lượng. Thật ra marketing, bản thân cái từ marketing nó chỉ là gì, là tôi mang lại thị trường cho ông thôi. Còn cái việc mà ông có được gọi là chốt được cái thị trường, có ra được tiền ở cái thị trường đấy không, nó phải do kinh doanh chứ không phải do marketing. Nó phụ thuộc rất là nhiều. Đó. Do mà, kinh doanh hay là do bản thân sản phẩm đó, đúng nó rồi, có ok đúng không, chuẩn, giá chuẩn, nó có ok hay không. Đúng chuẩn. Vì vậy mà để mà giao hết mà gọi là đổ đúng vào một là yêu cầu là ông marketing là phải ra số được, mà ông không ra số được thì ông không ổn. Thì điều đấy nó cũng chưa phải. Đấy, thì tôi nghĩ là các sàn và các bạn sale ấy, các bạn cũng nên cân đối lại về cái khái niệm đấy để giảm thiểu cái áp lực cho phía bên marketing để làm được nhiều cái chương trình hơn, chứ lúc nào cũng chỉ trong đầu làm sao để ra số được thực sự là một cái từ nó quá là khác biệt so với lại cả đúng đúng là cái nghĩa của từ marketing đó. Xin cảm ơn anh Khang ngày hôm nay. Thì xin còn một cái câu hỏi cuối cùng là như sau. Nếu như để mà gọi là chia sẻ và đưa ra một cái lời khuyên cuối cùng cho các sàn giao dịch bất động sản cũng như là các bạn đang bán hàng trong thị trường bất động sản về marketing kỷ nguyên số nhé, thì anh có một vài cái highlight gì không, có thể tổng kết buổi ngày hôm nay chẳng hạn, ví dụ như là nên lưu ý Zalo chẳng hạn, hay là nên lưu ý về Mailand chẳng hạn. Đấy, anh có thể chia sẻ với khán giả cái câu cuối cùng, những cái okay. lời khuyên cuối cùng. Thì lời khuyên chung á là nếu mà doanh nghiệp hoặc là các bạn nào mà chưa chuyển đổi số thì ngay lập tức nhận thức về chuyển đổi số trước, đó là chuyện quan trọng nhất. Được chưa? Sau khi chúng ta nhận thức về chuyển đổi số xong thì chúng ta phải gọi là đi sâu một tí, tìm hiểu một tí và xem thử cái nào nó phù hợp với các bạn. Tại vì á, trong chuyển đổi số và trong cái marketing số nó riêng rồi chưa, nó có quá nhiều kênh cho chúng ta lựa chọn. Thì chúng ta phải xem thử kênh nào nó phù hợp với lại cái gì, phù hợp với sản phẩm chúng ta bán này, phù hợp với phân khúc chúng ta bán này, phù hợp với lại cái nguồn lực về tài chính chúng ta có này, nó kiểu như vậy mà để chọn được cái phù hợp. Chúng ta không thể là nghe theo một nơi nào đó được. Người ta bảo chạy Facebook, chúng ta không thể lên chạy Facebook được, nó sẽ không thành công đâu. Bây giờ chúng ta phải nhận thức được và nhận định được đúng. Đó. Thì hai cái vấn đề nữa. Cảm ơn anh rất là nhiều. Và các bạn thân mến, thực ra là marketing bất động sản trong kỷ nguyên số thì nó có rất là nhiều chủ đề. Thật ra nó là một chủ đề rất rộng. Ngoài digital marketing, nó còn là event trong kỷ nguyên số, nó có những cái gì đúng không ạ? Nó còn là những cái về liên quan đến việc cả kể cả chăm sóc khách hàng nữa. Đó, nó có những cái gì? Có rất là nhiều những chủ đề rộng. Vì vậy và trong buổi ngày hôm nay thì chúng tôi không thể nào mà trao đổi hết được tất cả những vấn đề cho các anh các chị được. Nhưng tuy nhiên bởi vì liên quan đến số, vì vậy mà digital marketing là một phần rất là quan trọng. Gần như là một giải pháp nó có thể thay đổi được cả cho các anh các chị về cái phương pháp kinh doanh, về cái định hướng kinh doanh, nó tối ưu được cho anh chị rất nhiều thứ so với lại cả những cái truyền thống, marketing truyền thống ở những năm cũ. Thế thì nếu như mà trong trường hợp buổi ngày hôm nay nó chỉ ở dừng lại ở mức tại đây thì cũng hy vọng là các anh các chị có thể gửi lại cho ban tổ chức chương trình những cái câu hỏi các anh chị có thể hỏi lại,
hoặc ở dưới sẽ có số điện thoại của anh Khang, có email của anh Khang để các anh các chị có thể trực tiếp trao đổi với anh Khang về những vấn đề liên quan đến marketing, và anh Khang có thể trực tiếp trao đổi với các anh chị về những vấn đề anh chị đang thắc mắc. Và chương trình ngày hôm nay thì có hạn thôi, vì vậy mà buổi ngày hôm nay thì trân trọng cảm ơn anh Khang và công ty tập của phần tập đoàn Mayland đã tham gia cùng với chúng tôi trong buổi talk show ngày hôm nay. Xin chúc cho anh Khang sức khỏe luôn luôn vững bước trong các cái chương trình, và sắp tới là chúng ta có thể kết hợp với nhau nhiều chương trình hơn. Xin chúc cho tập đoàn Mayland là sẽ phát triển là đơn vị tiên phong trong lĩnh vực chuyển đổi số cho bất động sản, thì có nhiều chương trình để có thể educate thị trường hơn, cũng có được nhiều cái thành tựu trong kỷ nguyên mới, đặc biệt là trong cái kỷ nguyên này đang có rất nhiều thời cơ hội cho những đơn vị tiên phong làm số, làm chương trình số, làm kinh doanh số như Mayland. Và cuối cùng là xin gửi lời cảm ơn tất cả các anh chị đã quan tâm đến kênh đầu tư Sen Vàng. Chuyện nghề bất động sản sẽ là một chương trình mà sẽ mong muốn mang lại cho các anh các chị những cái nhìn thật là tuyệt vời, thật là hữu ích về bất động sản, và chúng ta hy vọng là có thể đồng hành cùng với nhau trong rất nhiều chương trình tiếp theo nữa. Và xin trân trọng cảm ơn và chào các anh các chị. Chào anh Khang. Okay. Cảm ơn anh. Chào mọi người.